Chàng rể trường sinh, Đinh Dũng. Tập 8. Học viện Kim Châu là học viện công lập thuộc thành phố Kim Châu. Trước đây, Đinh Tuyết thi đậu trường này xong thì mắc bệnh nặng. Nếu không phải Đinh Dũng ở rể nhà họ Hàn và lấy được khoản tiền lớn, âm thầm lo lót trong trường thì trường học cũng sẽ không đồng ý bảo lưu cho Đinh Tuyết. Sau khi nghỉ học một thời gian, bệnh của Đinh Tuyết mới được chữa trị khỏi, cô tiếp tục quay lại trường đi học. Đinh Dũng lái chiếc siêu xe đến trước cửa trường học, anh rút điện thoại ra gọi cho Đinh Tuyết. Điện thoại còn chưa được kết nối thì ở cổng trường có một cô gái ăn mặc trang điểm lòe loẹt đi ra. Cô gái đó đứng ở cổng trường đảo mắt một lượt, sau khi trông thấy chiếc siêu xe của Đinh Dũng thì cô ta sáng mắt lên. Cô ta yểu điệu đi tới, dựa vào cửa xe cố tình bày ra bộ dạng lả lơi, gõ cửa. Trông cô gái yểu điệu đó, Đinh Dũng không khỏi cau mày. Vừa hay lúc này điện thoại được kết nối. Anh hỏi Đinh Tuyết, Tiểu Tuyết, hôm nay em có phải đi học không? Hôm nay em không phải đi học. Anh đang ở đâu thế? Đinh Tuyết tỏ vẻ bất ngờ, không ngờ Đinh Dũng lại chủ động gọi cho mình. Nghe Đinh Tuyết nói vậy, Đinh Dũng bật cười, đáp, anh ở cổng trường em. Lâu rồi không tới thăm em nên nay anh đến này. Vậy giờ em ra cổng trường nhé, biết Đinh Dũng đến thăm mình, Đinh Tuyết hào hứng hẳn. Cô gái hiểu điệu đứng ở cửa xe thấy Đinh Dũng không hề để ý đến mình nên khẽ hắng giọng, lẩm bẩm, đúng là loại đàn ông cứng nhắc. Đinh Dũng thấy cảnh này thì lắc đầu, anh đỗ xe bên đường, mở cửa bước xuống. Đứng ở cổng trường đợi một lúc, liền thấy bóng hình nhỏ bé chạy từ bên trong trường ra. Anh, sao hôm nay anh lại rảnh tới thăm em vậy? Tiểu Tuyết chạy tới, trán ứa mồ hôi. Cô nhìn Đinh Dũng cười ngọt ngào, cố ý nói. Em còn tưởng anh quên cô em gái này rồi chứ. Thấy cô em gái trước mặt càng ngày càng khỏe mạnh xinh đẹp, Đinh Dũng xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói, anh quên ai chứ sao quên em được. Đúng là gái 18, ngày càng sinh ra. Anh lại trêu em rồi, Đinh Tuyết nói vậy nhưng trong lòng thì mừng lắm. Chẳng có cô gái nào lại không thích được người khác khen mình xinh đẹp cả. Cô nhìn anh có vẻ hoài nghi hỏi, anh trai, có phải anh có việc gì không? Không có gì đâu. Hôm nay anh rảnh nên tới thăm em thôi, Đinh Dũng đáp lại. Đi nào, anh dẫn em đi mua quần áo. Thôi không cần đâu anh, thế nhưng điều khiến Đinh Dũng không ngờ tới là Đinh Tuyết lại lắc đầu. Thực thế, Đinh Tuyết cũng xót anh trai. Cô biết hai năm nay anh mình ở rể nhà họ Hàn không hề thoải mái. Cô cũng biết rằng nếu như không phải vì mình thì Đinh Dũng cũng không thể nhẫn nhịn chịu mắng chửi mà ở rể nhà họ Hàn như vậy được. Cho nên khi Đinh Dũng bảo mua quần áo cho cô thì cô mới lắc đầu từ chối. Lúc này có hai cô gái ăn mặc xinh đẹp đi tới. Ồ, đây không phải là Đinh Tuyết sao? Một cô gái trang điểm lòe loẹt thấy Đinh Tuyết thì cười chẳng hề thiện chí mà nói. Nhanh, nhanh thế mà đã đổi bạn trai rồi à? Ôi, được rồi đấy ngải mễ, một cô gái khác ăn vận đơn giản hơn nhưng trên người đắp toàn hàng hiệu. Cô ta để mái tóc dài nhuộm vàng, toàn thân toát ra khí thế năng động trẻ trung. Lúc này cô ta vội kéo cô gái ở bên cạnh lại sau đó nhìn Đinh Tuyết và nói, Tiểu Tuyết, cậu đang làm gì vậy? Nghe hai cô gái nói vậy, mặt mày Đinh Tuyết khó coi hơn hẳn. Cô bặm môi, kéo Đinh Dũng lại, đây là anh trai tớ. Anh sao, tôi thấy là anh trai nuôi thì có, cô gái hiểu điệu tên ngải mễ kia cười lạnh lùng. Cô ta nhìn Đinh Dũng chằm chằm, hi hi, tìm anh trai nuôi sao không tìm lấy người nào có tiền tí. Cậu tìm một anh nghèo rất mồng tơi thế này thì lẽ nào là kỹ năng anh ta tốt? Ha ha ha! Cậu, Đinh Tuyết tối sầm mặt lại. Cô nắm chặt tay nhìn chằm chằm vào ngải mễ. Tôi không giống cậu đâu, cứ 2-3 ngày lại nhận thêm bố nuôi. Khốn kiếp, tôi cho cậu nói lại lần nữa, nếu không tôi xé rách mồm cậu ra, mặt ngải mễ hầm hầm. Cô ta giơ tay ra gằn lên với Đinh Tuyết. Ngải mễ, đừng, cô gái bên cạnh ngải mễ thấy vậy thì tái mét mặt lại. Cô ta vội giơ tay ngăn lại nhưng đã không kịp rồi, chỉ có thể hét lên thất thanh, Tiểu Tuyết, mau tránh đi. Thấy tay cô ta sắp giáng vào mặt Đinh Tuyết, một bóng hình đứng chặn trước mặt cô và nắm chắc lấy tay ngải mễ. Tôi là anh trai cô ấy, sao nào? Có vấn đề gì sao? Đinh Dũng cau mày nắm chặt cổ tay ngải mễ, lạnh lùng nói. Dám đứng trước mặt tôi mà đánh em tôi à? Cô to gan nhỉ? Dứt lời, anh khẽ dùng lực bàn tay. A, đau, đau. Anh bỏ tay tôi ra, ngải mễ bị Đinh Dũng bóp đau đớn đến mức sắp khóc đến nơi. Cô ta vội cầu cứu cô gái bên cạnh. Đa đa, mau cứu tớ. Trần Đa Đa giật mình vì Đinh Dũng ra tay bất chợt.
Cô nhìn ánh mắt lạnh lùng của Đinh Dũng, vội nói với Đinh Tuyết, Tiểu Tuyết, mau bảo anh cậu dừng tay đi. Nghe vậy, Đinh Tuyết mới dịu mặt lại một chút. Cô nói với Đinh Dũng, anh, tha cho cô ta đi. Hừ, hôm nay may có Tiểu Tuyết nên tôi mới tha cho cô. Sau này tôi mà biết cô dám bắt nạt em gái tôi thì tôi tuyệt đối không tha cho cô đâu. Đinh Dũng gằn giọng, vung tay đẩy Ngải Mễ sang bên rồi mới nhìn Đinh Tuyết, hỏi han quan tâm Tiểu Tuyết, này ai dám bắt nạt em thì cứ nói với anh một tiếng. Anh sẽ cho đám người ức hiếp em phải hối hận. Ngải Mễ được giải vây thì lùi lại vài bước, chỉ vào Đinh Dũng và Đinh Tuyết mà giống giận, hai người các người cứ đợi đấy cho tôi tuyệt đối không tha cho các người đâu. Các người chết chắc rồi, vừa nói, cô ta như sợ Đinh Dũng lại ra tay với mình nên cứ thế chạy một mạch vào trong trường, sau đó mới rút điện thoại ra bấm số gọi. Đinh Dũng cau mày, cô ta đúng là có chết cũng không đổi tính. Gọi người phải không, thế thì cô cứ gọi đám bố nuôi của cô tới đây đi. Lão nào đến thì đánh lão đấy. Lúc này, Trần Đa Đa đi tới. Cô nhìn Đinh Tuyết với ánh mắt lo lắng. Tiểu Tuyết, cậu và anh trai cậu đi đâu né tránh lấy đôi ngày đi. Tớ giúp cậu xin thầy cô nghỉ học, Ngải Mễ sẽ không bỏ qua cho hai anh em cậu đâu. Sợ cô ta gì chứ, nghe vậy, Đinh Dũng mới liếc mắt nhìn Trần Đa Đa. Đinh Dũng có ấn tượng tốt đẹp về Trần Đa Đa, chí ít thì cô gái này không bắt nạt Đinh Tuyết, thậm chí còn giúp Đinh Tuyết, là một cô gái tốt. Không phải đâu, anh không hiểu sau lưng Ngải Mễ có thế lực thế nào đâu. Người trong trường có ai mà không biết bố nuôi của cô ta là côn đồ nổi tiếng. Không ai dám đụng tới cô ta đâu, Trần Đa Đa lắc đầu, nói tiếp với Đinh Dũng. Em khuyên hai người nên đi đâu né tránh đã, hai ngày sau lại quay lại đi học. Không sao, nếu như cô ta bất bình thì cứ để bố nuôi cô ta tới tìm anh, Đinh Dũng nhếch miệng đỏ vẻ châm chọc. Gần trường học này không phải là địa bàn của Trương Bồi Sơn hay sao? Từ bao giờ mà bị người khác cướp thế? Nghĩ vậy, Đinh Dũng định bụng gọi điện thoại cho Trương Bồi Sơn, thế là anh nhìn sang Trần Đa Đa, hỏi, bé à, giờ em có rảnh không? Em không còn bé nữa. Trần Đa Đa nghe Đinh Dũng nói vậy thì vỗ ngực. Em có thời gian, sao vậy? Anh muốn bao em à? Nghe thế, Đinh Dũng liếc nhìn Trần Đa Đa với thân hình nảy nở trước mặt mà thầm nghĩ, quả thực là không còn nhỏ nữa. Em có bạn trai rồi, anh mà muốn bao em thì cẩn thận bạn trai em tìm đến anh đấy. Cảm nhận được ánh mắt của Đinh Dũng, Trần Đa Đa vội che ngực, giơ nắm đấm nhìn anh đầy cảnh giác. Anh không có cảm xúc với trẻ con chưa trưởng thành, Đinh Dũng cố tình khoát tay. Anh định hỏi xem em có thời gian cùng đi dạo với anh và Tiểu Tuyết không? Anh muốn nhờ em chọn giúp Tiểu Tuyết vài bộ quần áo. Đàn ông như anh cũng không hiểu tâm lý của con gái, phải không nào? Thực ra Đinh Dũng sợ Đinh Tuyết không muốn đi nên mới nói vậy. Đi lượn đường sao? Được thôi anh, thế nhưng điều khiến Đinh Dũng không ngờ tới chính là Trần Đa Đa vừa nghe đến đi lượn đường thì đột nhiên mắt sáng cả lên. Cô quên luôn cả những việc vừa xảy ra. Lượn đường là sở trường của em. Đợi em chút, em gọi bạn trai cùng đi nhé. Anh ấy có xe, đi cùng sẽ tiện hơn, sợ Đinh Dũng hiểu nhầm, Trần Đa Đa giải thích thêm. Đinh Dũng không mấy để ý, anh đồng ý luôn. Dù sao anh chỉ muốn mua cho Đinh Tuyết mấy bộ quần áo chứ không có ý gì với Trần Đa Đa. Chẳng mấy chốc, một chiếc xe BMW màu trắng đi tới. Học sinh trường em đúng là đều rất nhiều tiền, thấy chiếc xe BMW trắng đi tới. Đinh Dũng lập tức suy đoán chủ nhân của chiếc xe này có lẽ là bạn trai Trần Đa Đa. Bạn trai của Đa Đa là con nhà giàu có, hình như là người nhà họ Viên, nghe Đinh Dũng nói vậy, Đinh Tuyết mới khẽ giọng nói. Nhà họ Viên, Đinh Dũng cau mày, có thể nói anh và nhà họ Viên có oán với nhau đã lâu, cũng không biết cậu con trai nhỏ tuổi trong nhà họ Viên này có biết mình không. Đương lúc anh mải suy nghĩ thì chiếc BMW đã dừng lại. Một cậu thanh niên mở cửa xe. Nhìn Trần Đa Đa, nói, Đa Đa, gọi điện thoại cho anh gấp như vậy là có việc gì thế? Không có việc gì đâu, đi lượn với bọn em nhé, Trần Đa Đa cười thẹn thùng chỉ vào Đinh Tuyết. Đây là Đinh Tuyết, là bạn học của em, trước đây anh gặp bạn ấy rồi nhỉ? Nghe vậy, cậu thanh niên kia mới nhìn sang Đinh Tuyết, trong mắt cậu ta rõ cái vẻ dạo dực. Cậu ta cười đáp, anh đương nhiên là gặp rồi, hai ngày trước lúc sinh nhật em không phải cô ấy cũng tới sao? Nói xong. Cậu ta vội mở cửa xe bước xuống, đi về phía Đinh Tuyết và giơ tay ra, nói, chào em, anh là Viên Thiếu Hạo. Chào anh, Đinh Tuyết khẽ gật đầu, cô chạm tay thật nhanh với Viên Thiếu Hạo rồi nhanh chóng thu tay về. Vị này là, thấy vậy,
Viên Thiếu Hạo cũng không tức giận mà thu tay về hết sức tự nhiên, sau đó quay đầu sang nhìn Đinh Dũng. Lúc này Đinh Dũng cũng đang nhìn Viên Thiếu Hạo rất chăm chú. Cậu ta trông rất giống với Viên Thiếu Khang, lẽ nào là con trai của Viên Thiên Hàng? Đây là anh trai Đinh Tuyết, nghe Viên Thiếu Hạo nói vậy, Trần Đa Đa vội giới thiệu. Đinh Dũng nhướng mày, đột nhiên hỏi, cậu và Viên Thiếu Khang có quan hệ gì? Anh quen với anh họ tôi sao, không biết vì sao vừa nghe Đinh Dũng nhắc tới Viên Thiếu Khang thì Viên Thiếu Hạo lại thay đổi sắc mặt. Tôi từng gặp cậu ta hai lần, Đinh Dũng lắc đầu nhìn bộ dạng đó của Viên Thiếu Hạo mà không khỏi suy tư. Anh giơ tay, nói tôi là Đinh Dũng. Thấy Đinh Dũng giơ tay, Viên Thiếu Khang mới cau mày nhưng không hề giơ tay ra mà chỉ nhìn Đinh Dũng một lượt sau đó quay sang Trần Đa Đa, nói em yêu, chúng ta và bọn họ đi dạo ở đường nào. Tên này vừa nhìn là đã biết đói rách chẳng có gì rồi, em đừng để hắn ta lừa. Nào ngờ Viên Thiếu Hạo trở mặt, mặt Đinh Dũng cũng tái cả đi, còn Trần Đa Đa thì gượng gạo nói, à, chỉ là đưa bọn họ đi cùng thôi. Viên Thiếu Hạo nhìn Đinh Dũng nhếch miệng mỉa mai, bàn tay hắn đặt sau lưng cứ thế nắm lại thật chặt. Chuyện này chẳng thể trách tôi được, ai bảo anh quen với tên Viên Thiếu Khang khốn khiếp đó. Anh và hắn ta là bạn, thế thì anh chính là kẻ địch của tôi. Cậu có ý gì vậy? Đinh Dũng tỏ vẻ bất ngờ. Tên này đột nhiên lại trở mặt, lẽ nào hắn còn mối quan hệ gì đó với Viên Thiếu Khang? Không có ý gì cả. Đa Đa đã có ý muốn đưa hai người đi cùng, vậy thì đi cùng thôi. Viên Thiếu Hạo cười lạnh lùng, quay người đi mở cửa xe, sau đó đột nhiên quay đầu lại nói, ghế sau xe tôi hỏng rồi, chỉ có thể đủ chỗ cho hai người thôi, thật ngại quá. Nói rồi, Viên Thiếu Hạo cứ thế lên xe, còn Trần Đa Đa cũng chẳng hiểu vì sao. Cô chỉ có thể nhìn Đinh Dũng ái ngại nói, Tiểu Tuyết, hay là hai người bắt xe nhé, bọn tớ ở tầng một đợi hai người. Chuyện này, được thôi, Đinh Tuyết bặm môi nhìn sang Đinh Dũng. Cô cũng không muốn làm khó anh trai mình. Đương lúc cô định nói hôm nay không đi nữa thì Đinh Dũng đột nhiên cười, nói, vừa hay hôm nay anh cũng lái xe đến đây. Chúng ta gặp nhau ở tầng một tòa nhà trung tâm thương mại nhé. Ồ, anh cũng lái xe đến à? Xe auto hay cherry thế? Nghe vậy, Viên Thiếu Hạo đột nhiên bật cười. Viên Thiếu Hạo rất ghét Viên Thiếu Khang. Cậu ta không cam tâm vì tất cả mọi nguồn vốn cũng như tiền bạc đều giao hết cho Viên Thiếu Khang. Dựa vào cái gì mà Viên Thiếu Khang có thể nắm trong tay mọi việc của tập đoàn Viên Thị mà Viên Thiếu Hạo lại chỉ có thể mang danh là thiếu gia nhà họ Viên, chẳng được làm gì ngoài ăn uống no say đợi chết. Hai người đi trước đi. Nếu không thì tôi sợ rằng cả hai người không đuổi theo kịp đâu, nghe Viên Thiếu Hạo nói thế, Đinh Dũng mới cau mày lạnh lùng nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Buồn cười chết mất, tôi không đuổi kịp anh sao, Viên Thiếu Hạo nhìn Đinh Dũng mỉa mai. Hắn ta không khỏi thấy nực cười, bảo chúng tôi đi trước, e rằng không phải anh căn bản không hề có xe mà đang cố cho mình cái sĩ diện thì đúng hơn. Tôi muốn xem anh đi xe gì mà lại nói năng ngông cuồng đến vậy. Thực ra Viên Thiếu Hạo nói vậy cũng là vì hắn có lý do để tự tin. Chiếc xe BMW của hắn là dòng xe sang tầm trung. Hắn thấy bộ dạng ăn mặc của Đinh Dũng hết sức tầm thường nên cùng lắm là chỉ có thể lái chiếc xe nội địa với giá tầm 50.000 tệ mà thôi. Thậm chí rất có khả năng Đinh Dũng căn bản không có xe mà đang ra oai. Ồ, cậu đã muốn xem thì tôi cho cậu được mở mang tầm mắt, Đinh Dũng bật cười. Quay người đi về phía chiếc siêu xe ở cách đó không xa. Thấy Đinh Dũng đi về phía chiếc xe SSC bản giới hạn. Viên Thiếu Hạo đột nhiên cười châm chọc, nói với bộ mặt coi khinh, em yêu, thấy chưa hả, anh trai của bạn em đúng là làm trò cười, anh ta lại đi về phía con xe sang với giá lên đến hàng chục triệu nhân dân tệ. Tình ta có thể lái chiếc xe này, anh ăn phân luôn đấy, em có tin không? Anh, hay là chúng ta bắt xe đi, vì không muốn anh mình phải mất mặt. Đinh Tuyết bấm bụng nói. Bắt xe làm gì vậy? Không phải lãng phí tiền sao? Đinh Dũng cười rồi rút chìa khóa ra bấm điều khiển xe. Chiếc xe SSC ở bên đường lập tức sáng đèn. Chiếc cửa cắt kéo được mở ra, Đinh Dũng ngồi vào bên trong, vẫy tay nói với Đinh Tuyết, Tiểu Tuyết, lên xe đi. Đinh Tuyết nhận ra Đinh Dũng đúng là có chìa khóa của siêu xe thật. Cô ngỡ ngàng, hoa mắt, không dám tin đó là thật. Ngoài cô ra thì còn có Trần Đa Đa và bạn trai cô ta đều bất ngờ. Đa Đa, anh không nhìn nhầm chứ, Viên Thiếu Hạo chỉ vào chiếc SSC ở không xa, há hốc miệng nói. Lúc này Trần Đa Đa mới phản ứng lại,
cô nhìn Đinh Tuyết với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, bĩu môi nói, người ta lái chiếc xe xịn thế này, chẳng trách mà không sợ ngải mễ. Anh cứ đắc tội với người ta làm gì cơ chứ? Ai, ai ngờ anh ta lại ăn mặc tầm thường như vậy? Kẻ như thế mà có thể lái được chiếc siêu xe lên đến hàng chục triệu nhân dân tệ, Viên Thiếu Hạo lẩm bẩm, trong lòng hãy còn thấy sợ hãi. Mặc dù hắn rất ghét anh họ hắn là Viên Thiên Khang, nhưng chưa bao giờ hắn dám thể hiện ra mặt vì dù sao thì khả năng hiện giờ của Viên Thiếu Khang có tầm ảnh hưởng ngoài sức tưởng tượng của hắn. Nếu như để Viên Thiếu Khang biết được tham vọng của hắn thì Viên Thiếu Khang có muốn giết chết hắn cũng chỉ là việc dễ như trở bàn tay. Cho nên Viên Thiếu Hạo mới muốn sỉ nhục Đinh Dũng. Hắn ta thấy Đinh Dũng ăn mặc hết sức tầm thường, lại thêm còn là bạn của Viên Thiếu Khang. Hắn muốn nhân cơ hội này để trút hết mọi bực dọc trong người, nhưng nào ngờ Đinh Dũng lại đi xe sang lên đến cả hàng chục triệu nhân dân tệ. Thế thì rõ ràng thân phận của Đinh Dũng không thể tầm thường cho được. Đáng chết, anh ở Kim Châu bao nhiêu năm nay, những công tử có máu mặt anh đều quen biết cả. Anh chưa bao giờ gặp anh ta, Viên Thiếu Hạo đập tay vào vô lăng, trong lòng cảm thấy hối hận. Quả nhiên, người có thể kết giao làm bạn bè với anh họ hắn thì đâu phải là kẻ yếu được chứ. Tiếng còi xe đinh tai vang lên, siêu xe SSC lao vút đi, chỉ để lại một đường khói. Chẳng mấy chốc mà chiếc siêu xe đã biến mất khỏi tầm nhìn của Viên Thiếu Hạo và Trần Đa Đa. Lúc này Viên Thiếu Hạo mới nhớ ra lời Đinh Dũng, nếu như để Đinh Dũng đi trước thì e rằng cậu ta sẽ đuổi không kịp. Hắn xoa xoa má, chỉ cảm thấy như mình đang bị giáng cho một phát tát vào mặt vậy. Tên này có tiền như vậy mà sao không nói sớm chứ, Viên Thiếu Hạo thầm trách móc trong lòng. Hắn khởi động xe đuổi theo. Còn lúc này, Đinh Dũng đã lái chiếc siêu xe đi xuyên qua không biết bao nhiêu con phố rồi. Tiểu Tuyết, chiếc xe này thế nào, thấy Đinh Tuyết còn ngỡ ngàng không dám tin, Đinh Dũng mới cười nói. Nghe anh trai hỏi vậy, Đinh Tuyết hít vào một hơi thật sâu, lấy tay xoa xoa nội thất bên trong chiếc xe sang, cảm nhận sự thoải mái khi ngồi trên xe rồi đáp, anh trai, anh lấy chiếc xe đắt đỏ này ở đâu vậy? Người khác tặng anh, Đinh Dũng nói hết sức tự nhiên. Xe này đúng là do người khác tặng cho anh, và lại Đinh Dũng còn nghi ngờ ban đầu Tống Long tặng anh chiếc xe này là do chủ ý của Kim Vô Đạo. Cắt, anh có thể không nói khoác được không, nghe xong Đinh Tuyết càng thấy khó tin hơn. Mặc dù cô không biết chiếc xe này có giá tiền là bao nhiêu, nhưng chí ít thì cũng phải lên đến trên hàng triệu nhân dân tệ. Ai mà rảnh, thừa tiền đi tặng cho người khác một chiếc xe sang như vậy chứ. Anh không nói khoác đâu, là người ta tặng anh thật mà. Đinh Dũng bất lực khoát tay. Nghe anh mình quả quyết như vậy, Đinh Tuyết cũng không nói thêm gì nữa, cô chỉ hắng giọng một tiếng, nhưng biểu cảm trên mặt thì rõ ràng là vẫn không tin những gì mà Đinh Dũng nói. Cô hất tóc, nói anh, nếu mà anh có tiền thì mua thêm ít quà tặng cho chị dâu, đừng cứ nghĩ mãi đến em như thế. Giờ em không thiếu gì cả, Đinh Tuyết nhìn Đinh Dũng rất nghiêm túc, nói ra những lời thật lòng. Được rồi, hôm nay là chị dâu bảo anh tới. Đinh Dũng thầm cảm thấy ấm lòng. Vốn dĩ định đợi cuối tuần mới đến, nhưng chị dâu sợ em phải chịu thêm khổ cho nên cứ giục anh tới đây sớm hơn. Em yên tâm đi, tình cảm của anh và chị dâu rất tốt. Thật sao, Đinh Tuyết có vẻ không tin cho lắm. Thế nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng thì Đinh Dũng đã kéo tay cô lại, vừa đi vừa nói, thật mà, anh lừa em làm gì chứ? Hai người đi vào trung tâm thương mại, tìm một chỗ có ghế ngồi đợi Trần Đa Đa và bạn trai cô ta. Sau 10 phút, Trần Đa Đa và Viên Thiếu Hạo mới hối hả tới nơi. Vừa thấy Đinh Dũng, Viên Thiếu Hạo lập tức có rụt cổ lại. Hắn ta chỉ sợ Đinh Dũng nhắc về chuyện trước đó. Nếu như vậy thì hắn quả thật là rất mất mặt, không có cách nào để phản bác lại được. Thực ra Đinh Dũng đã quên chuyện trước đó luôn rồi. Anh sống hơn 5.000 năm nay, nếu như trong lòng cứ đau đáu mấy việc còn con như vậy thì đã chết vì uất ức lâu rồi. Đi thôi, em cứ thoải mái lựa chọn. Xem thích gì thì cứ nói, Đinh Dũng kéo Đinh Tuyết đứng dậy, cùng hai người phía Trần Đa Đa đi lên tầng. Trung tâm thương mại có 5 tầng, đều bán đồ nội cho nữ. Cả tòa nhà bày bán không biết bao nhiêu là quần áo, phong phú đủ loại cho mọi lứa tuổi. Mỗi một bộ quần áo trông hết sức bắt mắt. Vốn dĩ Viên Thiếu Hạo còn định tới trung tâm thương mại thì mỉa mai Đinh Dũng một phen, nhưng cứ nghĩ tới người ta đi chiếc siêu xe bản giới hạn thì hắn bỏ ngay suy nghĩ này luôn. Vì dù sao thì hắn so với Đinh Dũng cũng chẳng đáng là gì. Mặc dù Viên Thiếu Hạo và Viên Thiếu Khang đều là thiếu gia nhà họ Viên nhưng sự đãi ngộ mà hai người được nhận lại không giống nhau.
Bố hắn không thể nào so được với Viên Thiên Hàng, do vậy mà hắn cũng không thể ngang hàng với Viên Thiếu Khang được. Viên Thiếu Khang thì tiêu tiền như rác, còn hắn thì phải giới hạn tiền tiêu của mình mỗi tháng. Oa, Tiểu Tuyết, cậu xem bộ quần áo kia đẹp chưa kìa, đúng lúc này, Trần Đa Đa chỉ vào một gian hàng cách đó không xa. Ma Nơ Canh trong gian hàng đó đang mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, được thiết kế vô cùng trang nhã. Điều này khiến cho chiếc váy trông rất nghệ thuật. Ninh Tuyết sau khi thấy chiếc váy thì sáng mắt lên, cô và Trần Đa Đa cùng chạy ngay tới xem chiếc váy. Tiểu Tuyết, tớ thấy bộ váy này rất hợp với cậu. Hay là cậu thử mặc lên xem nào? Trần Đa Đa sờ vào bộ váy, sau đó không đợi Ninh Tuyết trả lời, cứ thế vẫy tay gọi người bán hàng, nói, lấy giúp tôi bộ quần áo này xuống, chúng tôi muốn thử một chút. Vâng, cô vui lòng đợi một lát, nhân viên bán hàng nghe vậy thì lập tức lấy bộ váy xuống, gật đầu niềm nở. Ninh Tuyết nhận lấy bộ váy, nói với Đinh Dũng, anh, em đi thử đồ nhé. Ừ, em đi đi, Đinh Dũng gật đầu. Anh không vào gian hàng này mà chỉ đứng ở ngoài. Viên Thiếu Hạo có vẻ như không thích cửa hàng bán đồ nữ cho lắm nên hắn cũng đứng ngoài cùng Đinh Dũng, hỏi anh là bạn của anh họ tôi. Bạn, không đến mức, Đinh Dũng lắc đầu. Cậu đừng có nhắc đến tôi trước mặt hắn, nếu không hắn nhất định sẽ nổi khùng lên đấy. Vì sao, nghe vậy. Viên Thiếu Hạo chợt sáng mắt lên. Không có gì, nói tóm lại cậu không phải nhắc đến tôi trước mặt hắn ta làm gì. Tôi nói vậy cũng chỉ vì là muốn tốt cho cậu thôi, nói tới đây, Đinh Dũng nhìn sang Viên Thiếu Hạo mà cười. Còn Viên Thiếu Hạo nghe xong thì cũng tự có tính toán riêng cho mình. Cậu ra vốn cho rằng Đinh Dũng là bạn của Viên Thiếu Khang, nhưng hiện giờ xem ra cậu ta hiểu nhầm rồi. Không phải là bạn mà chính là kẻ địch. Nghĩ tới Đinh Dũng có khả năng là kẻ địch của Viên Thiếu Khang mà Viên Thiếu Hạo cảm thấy có sức sống hẳn. Thế nhưng chỉ dựa vào sức lực của cậu ta mà có muốn lật đổ Viên Thiếu Khang thì về cơ bản là không thể nào, còn thân phận của Đinh Dũng nhất định không hề đơn giản. Nếu như có thể lợi dụng Đinh Dũng. Đúng lúc này, có một người phụ nữ trung tuổi trang điểm hết sức lòe loẹt đi tới. Đằng sau bà ta còn có một người đàn ông trung tuổi béo mập. Người đàn ông này có cái bụng bia rất to. Dáng người không cao, trên cổ còn đeo cái vòng vàng to bản, chỉ cần nhìn là biết đây là một đại gia rồi. Ồ, hôm nay có cơn gió nào đưa chị tới đây thế này, nhân viên bán hàng rõ ràng là biết người phụ nữ này. Vừa nhìn thấy bà ta thì cô ta vội vàng đi tới, tươi cười nịnh nọt. Hôm nay tâm trạng của tôi tốt, cho nên tôi với chồng đến đây mua mấy bộ quần áo, người phụ nữ vuốt vuốt tóc, chẳng nhìn ngó gì nhiều mà cứ thế đi đến bên giá treo quần áo. Chỉ vào mấy bộ quần áo ở đó rồi nói, bộ màu xanh lá này và bộ màu hồng kia, còn hai bộ này nữa, gói lại cả cho tôi. Vâng ạ, nhân viên bán hàng nghe vậy thì rất hồ hởi, vội đi tới lấy mấy bộ quần áo kia lại. Đúng lúc này, cửa phòng thay đồ được mở ra, Ninh Tuyết đi ra ngoài, trên người cô mặc chiếc váy xanh lá nhạt, trông cô lúc này rất nho nhã và xinh đẹp. Đa Đa, cậu xem tớ có xinh không, Ninh Tuyết quay một vòng. Chiếc váy khẽ bồng lên trông như con bướm đang bay lượn trong khóm hoa vậy. Tiểu Tuyết, bộ váy này quả thực rất hợp với cậu, rõ ràng là nó được sinh ra để dành cho cậu rồi, thấy Đinh Tuyết mặc bộ váy vừa vặn như vậy, Trần Đa Đa không khỏi tán thưởng. Đinh Dũng cũng gật đầu, bộ váy này rất hợp với Tiểu Tuyết. Trông vừa nho nhã lại thanh tao, phù hợp với độ tuổi của Tiểu Tuyết. Anh cười nói, rất đẹp, mua bộ này nhé. Người phụ nữ trung tuổi trông thấy thế thì lại trở mặt. Bà ta nói với nhân viên bán hàng, bộ váy kia còn không? Tôi lấy một bộ đó nữa. Ôi, thật xin lỗi chị, bộ váy này chỉ còn lại một chiếc thôi, người bán hàng nói với vẻ mặt áy náy. Nếu chị thích thì em lấy nó về cho chị. Ninh Tuyết thấy anh trai khen mình như vậy thì mừng ra mặt. Cô nói với nhân viên bán hàng, xin hỏi, bộ váy này bao nhiêu tiền ạ? Bộ váy này 2.900 tệ, người bán hàng trả lời. Từ khi nhóm người phía Đinh Dũng đi vào, cô ta đã nhìn Đinh Dũng và Đinh Tuyết một lượt. Cả hai người này ăn mặc hết sức bình thường, chỉ cần nhìn là biết chẳng có tiền, chỉ đến đây lượn cho vui mắt. Bộ váy này hơn 2.000 tệ, cô ta không cho rằng Đinh Tuyết có thể mua nổi nó. Hả, đắt vậy sao, Đinh Tuyết giật mình, cũng không ngờ chiếc váy này lại hơn 2.000 tệ liền. Ôi chao, chiếc váy này xinh như vậy cơ mà, mặc dù nó hơi đắt một chút nhưng lại rất đẹp. Tiểu Tuyết cậu mua nó đi, Trần Đa Đa thấy Đinh Tuyết do dự thì vội nói. Đinh Tuyết bặm môi, cô thật sự rất thích chiếc váy này, thế nhưng nghĩ đến anh trai,
cô lại quyết định không mua nó nữa. Cô lắc đầu nhìn sang Đinh Dũng mà nói, thôi bỏ đi, cũng chẳng đẹp. Cô đã không mua nó thì mau cởi nó ra đi, nhân viên bán hàng lên giọng, chỉ về phía phòng thay đồ. Nghe vậy, Đinh Dũng mới cau mày, nhìn về phía Đinh Tuyết hỏi, Tiểu Tuyết, em không thích chiếc váy này sao? Nếu em thích thì anh sẽ mua cho em. Thôi bỏ đi, em cũng không phải là thích váy lắm, Đinh Tuyết lắc đầu đi vào phòng thay đồ. Thấy vậy, Đinh Dũng mới hiểu ra vấn đề. Đinh Tuyết không muốn anh lãng phí tiền bạc. Đinh Dũng liền nói với người bán hàng, tôi mua chiếc váy này. Đợi đã, không phải nói bộ váy đó là để cho tôi sao, đúng lúc này người phụ nữ trung tuổi kia đột nhiên lên tiếng. Nghe bà ta nói vậy, khuôn mặt của người bán hàng kia tỏ vẻ nịnh nọt hơn hẳn. Cô ta nói, đương nhiên rồi ạ, giờ em đi lấy váy mang qua cho chị đây. Cô không nghe thấy tôi nói gì sao? Tôi nói tôi mua bộ váy đó, thấy cô nhân viên bán hàng không để ý đến mình, Đinh Dũng nói lại một lần nữa. Lần này cô nhân viên bán hàng cuối cùng cũng nhìn về phía Đinh Dũng, nhưng khóe miệng cô ta lại nhếch lên tỏ vẻ châm chọc. Cô ta nói với giọng chẳng mấy dễ chịu, anh mua sao? Bộ váy này hơn 2.000 tệ đấy, anh có mua nổi nó không? Sao cô biết tôi không mua nổi? Đinh Dũng cau mày, thái độ của cô nhân viên bán hàng này làm anh cảm thấy không vui. Trông cái bộ dạng tầm thường của cậu, từ đầu đến chân cộng lại chắc cũng chẳng quá 100 tệ. Cậu cũng xứng lựa đồ ở đây hay sao? Cô nhân viên bán hàng còn chưa lên tiếng thì người phụ nữ trung tuổi yểu điệu kia lại nói trước. Bà ta nhìn Đinh Dũng với vẻ mặt mỉa mai, nói tiếp, còn cô kia, trông chẳng khác gì gái quê, căn bản chẳng hợp với bộ váy đó. Vốn dĩ Đinh Dũng chỉ cảm thấy khó chịu với thái độ của cô nhân viên bán hàng, nhưng không ngờ người phụ nữ trung tuổi kia lại coi thường em mình như vậy. Anh thực sự cảm thấy khó chịu. Đinh Dũng cười lạnh lùng, điềm nhiên nói, em gái tôi không hợp, vậy bà thì hợp sao? Bà thím. Cậu dám nói lại lần nữa tôi xem, bà ta nghe vậy thì nổi đoá lên. Người đàn ông trung tuổi đứng sau bà ta lập tức bước ra. Ông ta hắng giọng chỉ thẳng vào Đinh Dũng mà quát nạt, cậu kia, cậu dám mắng vợ tôi à? Cậu chán sống rồi phải không? Cho dù là mua đồ thì cũng phải có tuần tự trước sau, Trần Đa Đa cau mày nói, rõ ràng là bọn họ đến trước. Dựa vào cái gì mà phải nhường bộ váy cho bà ta? Cô nhân viên bán hàng cau mày, cô ta nói với chẳng mấy nhiệt tình, mấy tên nhà quê các anh các người đúng là thật khiến người ta phải đau đầu. Nhìn người ta mua bộ quần áo thoáng thế nào? Nhìn lại mình xem, mua bộ quần áo mà cũng đắn đo. Nếu mà mua không nổi thì mau đi ra đi, đừng ảnh hưởng đến việc kinh doanh của tiệm chúng tôi. Đúng vậy, gói bộ quần áo này lại cho tôi, quẹt thẻ, đúng lúc này Đinh Tuyết bước ra khỏi phòng thay đồ. Người phụ nữ trung tuổi kia lập tức giật lấy bộ đồ, nói với giọng đắc ý. Tôi nói lại một lần cuối cùng, tôi mua bộ váy này, lần này Đinh Dũng thật sự tức giận. Trong giọng nói của anh rõ sát khí đằng đằng. Tôi không quan tâm, nếu bộ váy này không thuộc về tôi thì tôi không mua những bộ quần áo khác nữa, thấy Đinh Dũng cố chấp muốn tranh giành với mình, người đàn bà kia lên giọng thách thức. Bà ta vắt chân ngồi một bên, nói thẳng với nhân viên bán hàng, cô xem mà xử lý. Cô nhân viên bán hàng kia nghe thế thì tái mét mặt. Bà ta chính là khách hàng lớn của cửa hàng này, thường xuyên đến đây mua quần áo, và lại vung tiền rất thoáng. Từ trước đến nay bà ta chưa bao giờ hỏi giá. Một khách hàng như vậy cô ta không thể nào đắc tội được. Xin lỗi, bộ váy này không thể thuộc về anh được rồi, nghĩ tới đây, cô nhân viên bán hàng nói tiếp với Đinh Dũng. Nếu chê bộ này đắt, thì tôi khuyên mấy người tới chợ bán buôn ở phía Bắc mà mua cho rẻ. Những người trong trung tâm thương mại như các cô đều có thái độ phục vụ như thế này sao? Đúng lúc này Viên Thiếu Hạo đi tới, hỏi với giọng lạnh lùng. Mặc dù chuyện này không liên quan gì đến cậu ta, thế nhưng vừa rồi Trần Đa Đa cũng bị cô nhân viên này coi thường. Bạn gái của Viên Thiếu Hạo từ bao giờ mà có thể nhẫn nhịn được cảnh bị người khác ức hiếp chứ? Đinh Dũng bật cười, bấm ghi âm chiếc điện thoại đặt trong túi quần, sau đó nói, đúng vậy, từ bao giờ mà khách hàng muốn mua đồ, nhân viên lại không muốn bán chứ? Nghe vậy, cô nhân viên bán hàng ca tái mét mặt. Trung tâm thương mại rõ ràng là đã yêu cầu cấm không phân biệt đối xử với khách hàng. Thế nhưng cô ta cũng chẳng còn cách nào khác, nếu để Đinh Dũng mua bộ váy đó, mặc dù cô ta tuân theo luật, nhưng cô ta lại đắc tội với một khách hàng lớn vung tiền không phải nghĩ, tới lúc đó cô ta không chỉ tổn thất phần trăm doanh số của hai bộ quần áo không thôi đâu. Mấy người muốn mua bộ váy này cũng được thôi,
cứ mua nhiều hơn tôi là được. Người ta đương nhiên sẽ đánh giá cao các người, người đàn bà kia nói giọng mỉa mai. Thiếu Hạo, Trần Đa Đa nhìn ngay về phía Viên Thiếu Hạo. Thế nhưng Trần Đa Đa còn chưa nói thêm thì Viên Thiếu Hạo đã kéo cô sang một bên, nói, đây chỉ là cái bẫy thôi, chúng ta cũng chẳng nhất thiết phải ganh đua với bọn họ làm gì. Người cuối cùng được lợi chẳng phải vẫn là nhân viên bán hàng sao? Chúng ta đi tới chỗ khác mua thì cũng có khác gì đâu. Nói như vậy cũng là vì hắn chẳng dám vung tiền quá mạnh tay. Tiền tiêu mỗi tháng của hắn đều có giới hạn, mỗi tháng cũng chỉ vài chục nghìn tệ, nếu như đỏ tiền với người kia thì chưa chắc hắn đã có thể thắng nổi. Anh ơi, hay là thôi đi, không phải em nói rồi sao, em cũng chẳng thích váy lắm. Chúng ta đi lượn ở chỗ khác đi, thấy đối phương ép mình như vậy, Đinh Tuyết vội lắc đầu nói với anh trai. Em thà là không mua bộ váy này chứ tuyệt đối không thể để anh mất mặt ở đây được. Anh kiếm tiền cũng chẳng dễ dàng gì, lại còn phải chịu ấm ức trong nhà họ Hàn, em đều hiểu cả. Nghĩ vậy, Đinh Tuyết không đợi Đinh Dũng lên tiếng, cứ thế kéo tay Đinh Dũng ra ngoài. Cảm nhận được tâm tư đó của Đinh Tuyết, Đinh Dũng cảm thấy ấm lòng. Anh dừng bước chân, xoa đầu Đinh Tuyết, nói em yên tâm, em đã thích thì anh nhất định sẽ mua cho em. Nói xong. Đinh Dũng quay người đi về phía quầy tính tiền, nói, chỉ cần tôi mua nhiều hơn bà ta thì bộ váy này sẽ thuộc về tôi, có phải không? Nghe vậy, cô nhân viên bán hàng kia liếc sang người phụ nữ trung tuổi một cái. Thấy khách hàng lớn của mình có vẻ rất tự tin, cô ta lập tức nói, đương nhiên rồi, chỉ cần anh có thể mua nhiều hơn chị ấy thì bộ váy này sẽ thuộc về anh. Ha ha, tiểu tử, đừng có nằm mơ nữa. Muốn đọ tiền với tôi à? Người đàn ông giàu có đứng sau người phụ nữ kia lên giọng. Ông ta nói tiếp, trông cái bộ dạng nghèo hèn của cậu, có bán cả nhà đi cũng chẳng đấu đá với tôi nổi đâu. Tôi khuyên cậu tốt nhất là đừng đem số tiền mà mình thích góp được đi đọ với chỗ tiền lẻ của tôi, vẻ mặt người đàn ông trung tuổi kia trông tự tin thấy rõ. Ông ta hoàn toàn không coi Đinh Dũng ra gì. Vậy chúng ta thử xem, Đinh Dũng bật cười, cứ thế đi về phía quầy thanh toán. Đây, cô nhân viên bán hàng ái ngại nhìn sang người phụ nữ trung tuổi. Yên tâm, chồng chị là ai chứ? Cậu ta không thể nào là đối thủ của chồng chị được, bà ta liếm liếm miệng nhìn chồng mình nói, đúng không, chồng yêu? Ha ha, đương nhiên rồi, em cũng không xem chồng mình là ai, người đàn ông kia tỏ vẻ đắc thắng. Ông ta còn vỗ vào mông vợ mình một cái, trêu đùa, cho cậu ta chọn đi. Nếu mà cậu ta có thể mua nhiều hơn anh thì anh quỳ xuống gọi cậu ta một tiếng bằng ông. Nhưng nếu như cậu ta không mua nhiều được bằng anh mà dám lãng phí thời gian của anh thì anh sẽ đánh gãy hai chân cậu ta. Anh ơi, mau về thôi, em không mua bộ váy đó nữa đâu, nghe vậy, Đinh Tuyết sợ hãi, cuống cả lên. Hay là bỏ đi, chúng ta đi tới gian hàng khác xem, Trần Đa Đa cũng sốt ruột. Người đàn ông lắm tiền này trông chẳng dễ đụng vào đâu. Nếu như ông ta thật sự muốn đối phó với Tình Dũng thì lúc ấy lại phiền to. Viên Thiếu Hạo cũng cau mày, thế nhưng cứ nghĩ đến Đinh Dũng có thể lái chiếc siêu xe SSC, cậu ta lại không cho rằng Đinh Dũng đang nói khoác, nên mới kéo tay Trần Đa Đa, nói, em quên chuyện anh ta đi siêu xe cả hàng chục triệu nhân dân tệ rồi sao? Nói không chừng anh ta còn nhiều tiền hơn cả hai người này đấy. Cái đó thì Trần Đa Đa cũng nghĩ tới chiếc kiểu xe của Đinh Dũng. Mắt cô chợt sáng cả lên. Đúng vậy, sao em có thể quên việc này được nhỉ? Đừng nhìn vẻ bề ngoài của Đinh Dũng mà đánh giá. Người ta đi siêu xe lên đến hàng chục triệu nhân dân tệ đấy. Nói không chừng lại là một thiếu gia con nhà giàu có nhưng không thích khoe mẽ mà thôi. Bộ này, mấy bộ này nữa, Đinh Dũng chỉ vào mấy bộ quần áo mà người phụ nữ kia vừa mới mua. Lấy mấy bộ này ra cho tôi. Ô ô ô, tiểu tử, không phải cậu cho rằng mua giống tôi là sẽ thắng tôi chứ? Bà ta thấy Đinh Dũng chọn đồ xong thì bật cười, nói với nhân viên bán hàng, đi lấy ra cho cậu ta, cho dù cậu ta mua mấy bộ thì tôi cũng sẽ mua nhiều hơn cậu ta một bộ. Vâng, cô nhân viên bán hàng kia nghe vậy thì mừng ra mặt. Hai bên ganh đua với nhau, người được lợi không phải là cô ta hay sao? Đợi đã. Tôi còn chưa nói xong, Đinh Dũng nhếch miệng châm chọc, chỉ vào mấy bộ quần áo, nói tiếp. Mấy bộ kia xấu quá, không xứng với em gái tôi. Lấy mấy bộ kia ra cho tôi. Tất cả quần áo ở trong tiệm này tôi mua hết. Nói xong,
Đinh Dũng rút thẻ ngân hàng trong túi ra nói, quẹt thẻ. Cái gì, tôi không nghe nhầm chứ? Ý anh là muốn mua hết tất cả quần áo ở tiệm chúng tôi sao? Cô nhân viên bán hàng trợn tròn mắt nhìn Đinh Dũng không dám tin đây là sự thật. Khụ khụ, Tiểu Tuyết, anh trai cậu điên rồi, Trần Đa Đa hết hồn, cô bụng miệng nói, trong đôi mắt lấp lánh toàn sao. Viên Thiếu Hạo cũng nhìn chằm chằm vào Đinh Dũng, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Được một lúc, hắn ta mới nở nụ cười. Đinh Dũng quả khiến hắn phải ngạc nhiên. Cái gì, gói hết lại, đàn ông kia trợn tròn mắt. Ông ta gãi gãi tai, hỏi lại với vẻ mặt kinh ngạc. Mặc dù tiệm này không phải quá lớn, nhưng chí ít thì nó cũng có vài trăm bộ quần áo. Nếu như gói hết toàn bộ quần áo ở đây lại, kể cả là ông ta cũng không khỏi sót tiền. Một tên ăn mặc tầm thường như thế này mà có thể mua nổi bằng ấy quần áo sao? Mấy bộ kia tôi không lấy, Đinh Dũng nhắc lại, sau đó đưa thẻ ngân hàng cho cô nhân viên kia. Quẹt thẻ đi. Anh đợi một chút, tôi phải tính lại đã, cô nhân viên bán hàng lúc này mới định thần trở lại. Cô ta không còn để ý đến người phụ nữ trung tuổi kia nữa, vội vàng gọi điện cho quản lý cửa hàng, báo cáo với quản lý về sự việc Đinh Dũng muốn mua hết toàn bộ quần áo của cửa hàng mình. Nghe nhân viên kia nói vậy, Đinh Dũng mới sờ vào chiếc điện thoại mà thầm cười. Chẳng mấy chốc, một người đàn ông trung tuổi mặc bộ đồ Âu màu xanh rêu chạy tới. Ông ta còn chưa đứng vững thì đã thở hổn hển, hỏi, có chuyện gì thế, Tiểu Lệ, vừa rồi những gì cô nói trong điện thoại đều là thật chứ? Thật sự là có khách nói muốn mua toàn bộ quần áo của tiệm chúng ta sao, người đàn ông trung tuổi chính là quản lý của 5 tầng trung tâm thương mại này. Sau khi nghe được thông tin này, ông ta lập tức tới đây. Đợi đã, không phải là gói hết tất cả, không đợi cô nhân viên kia lên tiếng, Đinh Dũng đã lắc đầu, chỉ về phía mấy bộ quần áo mà anh nói cô ta lựa ra. Tôi nói lại một lần cuối cùng, tôi không lấy mấy bộ quần áo kia. Ông quản lý kia vốn đang nói chuyện với một khách hàng thì nghe Tiểu Lệ nói về chuyện bên này, ông ta không màng đến khách hàng nữa, cứ thế chạy vội đến đây. Hiện giờ Đinh Dũng lại nói với ông ta không phải là lấy hết toàn bộ quần áo gian hàng. Nếu thật sự có người nào đó mua toàn bộ gian hàng vậy thì doanh số kinh doanh của cả 5 tầng trong tòa nhà này có thể tăng lên gấp vài lần. Tới lúc đó, ông ta sẽ nhận về không ít tiền thưởng. Thế nhưng nếu như không phải là mua toàn bộ, ông ta không những không thể lấy về được số tiền thưởng lớn mà ngược lại còn đắc tội với khách hàng lâu năm trước đó, đây chẳng khác gì tiền mất tật mang. Rốt cục có chuyện gì vậy, ông quản lý vừa lên tiếng nạt nộ Tiểu Lệ thì đã nghe thấy tiếng Đinh Dũng nói. Mặt mày ông ta tỏ vẻ nịnh nọt hơn hẳn. Ông ta cười, nói, mau, mau bỏ mấy bộ đồ kia sang một bên. Cậu thanh niên à, cậu thật có con mắt nhìn, ông quản lý nhìn Đinh Dũng với vẻ mặt hồ hởi, cười nói, quần áo ở chỗ chúng tôi đều là hàng thiết kế, mẫu mã không những đa dạng mà chất lượng còn đảm bảo nữa. Mấy bộ kia không ra sao cả. Cũng chỉ có đầu nhà quê mới thích nó thôi, Đinh Dũng bật cười chỉ vào mấy bộ quần áo anh bảo họ lựa ra. Vừa nghe vậy, người phụ nữ trung tuổi đột nhiên tối sầm mặt lại. Mấy bộ quần áo đó đều là do bà ta chọn cả. Câu này của Đinh Dũng chẳng khác gì nói bà ta là đầu nhà quê. Thế nhưng bà ta còn chưa lên tiếng thì quản lý trung tâm thương mại đã gật đầu, khom lưng nói, đúng, cậu nói quá chuẩn. Chẳng biết mấy bộ quần áo đấy là do ai nhập hàng nữa, trông kiểu dáng quê mùa thế kia mà cũng dám treo trong tiệm. Hừ, quản lý Trần, ông cũng không xem hắn ta là cái ngữ gì. Ông cho rằng hắn ta mua nổi quần áo ở tiệm của ông sao, người phụ nữ trung tuổi hắng giọng. Bà ta cười lạnh lùng với vẻ mặt coi thường. Đừng đợi đến lúc cậu ta không trả nổi tiền, quản lý Trần lại tự giày vò mình. Nghe vậy, quản lý trung tâm thương mại thay đổi hẳn sắc mặt. Ông ta liếc Đinh Dũng một lượt từ đầu đến chân, trong ánh mắt của ông ta rõ cái vẻ hoài nghi, thực ra ông ta thấy cách ăn mặc của Đinh Dũng không giống như một công tử con nhà giàu. Lẽ nào cậu ta thật sự chỉ lấy mình ra để làm trò cười? Cậu thanh niên này, tôi hy vọng cậu, quản lý trung tâm thương mại có không mấy vui vẻ. Lúc ông ta định lên tiếng muốn bảo Đinh Dũng đặt tiền thì nào ngờ Đinh Dũng lại khoát tay, nói, ông không phải lo. Ông có thể tính xem tổng cộng hết bao nhiêu tiền. Sau đó quẹt thẻ của tôi là được. Chúng ta làm việc nhanh chóng. Được, được, nghe anh nói vậy, sắc mặt của quản lý trung tâm thương mại dịu hẳn lại. Ông ta vội nói với người bán hàng, mau đi kiểm số lượng. Cậu ngồi đây đợi một lát nhé,
tôi tính tiền cho cậu ngay đây. Nói xong, quản lý trung tâm thương mại lập tức mở trên máy tính ở quầy thu ngân, bắt đầu tính tiền. Gian hàng này có biết bao nhiêu hàng tồn kho đều được lưu trữ cả trong máy tính này, cho nên chẳng mấy chốc mà ông quản lý kia đã có thể tính ra được giá cả của tất cả quần áo ở đây. Thưa cậu, tôi đã xong cả rồi. Trừ mấy bộ quần áo mà cậu bảo lựa ra kia thì giá tiền của những bộ quần áo còn lại tổng cộng là 600.000 tệ. Giảm giá cho cậu 12%, ông ta nhìn Đinh Dũng tươi cười. Nếu như Đinh Dũng trả số tiền này thì sẽ không sao. Nhưng nếu như Đinh Dũng lấy ông ta ra làm trò cười thì ông ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Đinh Dũng. Nghĩ tới đây, ánh mắt của ông ta trông sắc lạnh hẳn và đương nhiên ánh mắt đó đã lọt vào mắt Đinh Dũng. Thế nhưng anh cũng không mấy quan tâm, anh chỉ thấy hơi bất ngờ với con số này thôi. Đinh Dũng nói với quản lý trung tâm thương mại, ông quẹt thẻ này. Vâng, xin cậu đợi một lát, ông ta nheo mắt cười, nhận lấy tấm thẻ ngân hàng từ trong tay Đinh Dũng. Chỉ có điều ông ta hơi cau mày, mua đồ với số tiền vài trăm nghìn nhân dân tệ mà quét thẻ tín dụng sao? Chưa nói đến vấn đề về lãi suất, trong tấm thẻ này có số tiền lớn đến vậy sao? Tên này không phải là đang làm trò cười thật đấy chứ? Sắc mặt ông ta tối sầm lại nhưng ông ta vẫn cố cười hỏi, cậu chắc chắn muốn quẹt thẻ tín dụng chứ? Thẻ tín dụng, cậu đang đùa đấy à? Trong thẻ tín dụng của cậu có số dư lớn đến vậy sao? Thấy Đinh Dũng nói muốn quẹt thẻ tín dụng, người phụ nữ trung tuổi kia tự nhiên bật cười lạnh lùng. Cho dù là một người có gia thế khủng với bà ta thì trong thẻ tín dụng không thể có số dư lớn đến như vậy. Kể cả là chồng bà ta có một công ty quy mô không hề nhỏ, cá nhân ông ta cũng sở hữu hàng trăm triệu nhân dân tệ, thế nhưng trong thẻ tín dụng chẳng qua cũng chỉ có 200.000 tệ mà thôi. Thẻ tín dụng của tôi có số dư lớn đến như vậy hay không, cứ quẹt đi là biết, Đinh Dũng cau mày nhìn người phụ nữ trung tuổi. Nếu trong thẻ tín dụng của tôi có số dư lớn như vậy thì bà sẽ như thế nào nhỉ? Hừ, cậu cứ tiếp tục chém gió đi, tôi xem cậu còn chém gió được đến bao giờ. Bà ta quay đầu sang một bên, vẻ mặt khó chịu. Cái ngữ đói rách như cậu có được cái thẻ tín dụng với con số 100.000 nhân dân tệ đã là không tồi rồi. Nếu như cậu còn có thể chi trả với con số 600.000 nhân dân tệ, giờ tôi quỳ xuống gọi cậu một tiếng bằng ông. Được thôi, Đinh Dũng gật đầu không do dự. Còn nếu như cậu không quẹt nổi số tiền 600.000 nhân dân tệ thì lập tức quỳ xuống gọi tôi tiếng bà cô, sau đó thì cút khỏi đây cho tôi, bà ta càng nói càng khó chịu. Quẹt đi thôi, không quan tâm tới bà ta, Đinh Dũng nói với quản lý trung tâm thương mại. Quản lý kia thấy Đinh Dũng thì cau mày nhưng vẫn gật đầu, đưa thẻ cho nhân viên bán hàng nói, đi quẹt thẻ đi. Vâng, nhân viên bán hàng lấy máy POS quẹt thẻ ra, hít vào một hơi thật sâu. Hừ, tôi xem cậu còn có thể khoe khoang đến lúc nào, người phụ nữ trung tuổi hắng giọng nhưng trong lòng bà ta lại hết sức căng thẳng. Nếu như Đinh Dũng có thể quẹt một số tiền lớn như vậy thì bà ta rõ ràng mất mặt rồi. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều không dám thở mạnh. Duy chỉ có Viên Thiếu Hạo đứng ngoài, không đưa mắt đi đâu, cứ thế nhìn chằm chằm chiếc thẻ tín dụng đen trong tay người nhân viên bán hàng. Mặc dù cậu ta không biết về chiếc thẻ tín dụng này nhưng lại có cảm giác rằng nó có giá trị rất lớn. Thời gian cứ thế trôi đi từng phút một, máy quẹt thẻ vang lên âm thanh. Tiểu Lệ thế nào rồi, quản lý cau mày hỏi. Nghe vậy, người phụ nữ trung tuổi kia bụng miệng cười, hai tay khoanh trước ngực, nói với giọng mỉa mai, một tên nghèo kiết xác lại bày trò. Còn không mau quỳ xuống nhận sai với bà cô đây, nếu không thì hôm nay đừng mong yên ổn rời khỏi đây. Không nhận thẻ này ạ, người bán hàng cau mày, đem thẻ quẹt lại thẻ một lần nữa nhưng kết quả vẫn như vậy. Quản lý trung tâm thương mại tối sầm cả mặt, ông ta nhìn chằm chằm vào Đinh Dũng, cậu thanh niên. Cậu đang đùa tôi đấy à? Không phải cái thẻ của cậu ta là giả chứ, người phụ nữ trung tuổi thấy thế thì đương nhiên không bỏ qua cơ hội này. Bà ta mỉa mai, lấy một cái thẻ giả để đi mua đồ, đầu cậu có vấn đề hay coi chúng tôi là kẻ ngốc? Đúng vậy, cậu mà lấy tiền giả ra thì cũng còn đỡ, đằng này lại lấy thẻ tín dụng giả. Lẽ nào cậu cho rằng nó có thể quẹt ra tiền thật sao? Người đàn ông đại gia kia nhìn Đinh Dũng với ánh mắt tỏ vẻ đáng thương. Tên trẻ con này sao lại ngờ nghịch đến mức này chứ? Đinh Dũng cau mày, sao lại có thể như vậy được chứ? Lẽ nào thẻ hỏng rồi? Nghĩ vậy, Đinh Dũng định lấy lại chiếc thẻ để xem thì Đinh Tuyết đã kéo tay anh lại, nói, anh ơi, em không muốn mua chiếc váy đấy nữa đâu.
chúng ta đi thôi. Vậy sao được, thẻ của anh có thể là hỏng rồi, biết Đinh Tuyết muốn tốt cho mình, Đinh Dũng cười nói. Thực ra có lẽ không phải vấn đề nằm ở thẻ mà có thể nằm ở máy quẹt thẻ, đúng lúc này, Viên Thiếu Hạo đứng ngoài nãy giờ đột nhiên đi vào chỉ vào máy quẹt thẻ trong tay người bán hàng, nói có lẽ tấm thẻ này là thẻ nước ngoài, máy quẹt thẻ này quẹt không được. Đinh Dũng lặng người, chiếc thẻ này đúng là thẻ nước ngoài. Tiểu Lệ, lấy chiếc máy kia qua đây, nghe vậy, ông quản lý suy nghĩ một lúc rồi chỉ vào quầy thanh toán nói. Trên quầy thanh toán còn một chiếc máy POS nữa. Bên trên nó có một lớp bụi bám, xem ra lâu rồi không dùng đến. Cậu là ai mà lại đi lo chuyện bao đồng thế hả? Người phụ nữ trung tuổi nghe vậy thì cuống lên, nếu như Đinh Dũng thật sự có thể rút được tiền ra, vậy thì hôm nay bà ta mất mặt thật rồi. Viên Thiếu Hạo khẽ cười, nhìn bộ dạng đó của bà ta mà nói, vừa rồi không phải bà gọi tôi là tên nhà quê sao? Sao giờ bà lại không nhận ra tôi nữa vậy? Hừ, tôi không tin. Thẻ này có thể quẹt ra 600.000 nhân dân tệ. Nếu như có thể quẹt được thì tôi ăn phân luôn, bà ta nắm chặt tay nhìn về phía quản lý. Quản lý Trần, ông đừng lãng phí thời gian với loại người như vậy. Theo tôi thì cứ gọi bảo vệ đến tống bọn họ ra ngoài là xong. Mời anh nhập mật khẩu, lúc này cô nhân viên ngân hàng đưa chiếc máy quẹt thẻ trong tay cho Đinh Dũng. Đinh Dũng nhận lấy rồi nhập mật khẩu là ngày sinh nhật của Hàn Phương Nhiên vào. Anh còn chưa trả lại máy quẹt thẻ thì đã nghe một loạt âm thanh từ chiếc máy vang lên. Ngay sau đó là một tờ phiếu được in ra. Đây, đây là sự thật rồi, thấy tờ phiếu kia được in ra, quản lý mới phản ứng lại. Vẻ mặt tối sầm của ông ta lúc này chợt sáng bừng cả lên. Ông ta nói với Đinh Dũng bằng giọng nịnh hót, xin cậu vui lòng đợi một lát. Giờ tôi cử người đi gói đồ cho cậu luôn. Không thể nào, không thể nào. Người phụ nữ trung tuổi thấy Đinh Dũng quẹt thẻ thành công thì biến sắc. Bà ta chỉ vào quản lý mà nạt nộ, chắc chắn các người thông đồng với nhau. Hừ, chị đừng có ngậm máu phun người, nếu không tôi gọi bảo vệ đến lôi chị ra ngoài đấy, ông quản lý kia lập tức thay đổi thái độ. Ông ta cũng chẳng phải kẻ ngốc, đương nhiên biết mâu thuẫn giữa Đinh Dũng và người phụ nữ trung tuổi kia. Lúc này Đinh Dũng quẹt thẻ thành công rồi, ông ta chắc chắn là phải đứng về phía Đinh Dũng rồi. Quản lý Trần, ông, sao ông có thể, bà ta như thể không ngờ nổi quản lý Trần lại như vậy. Cứ thế chỉ thẳng vào ông ta mà không nói nổi thành câu hoàn chỉnh. Quản lý Trần, làm người không nên như vậy đâu, chồng người phụ nữ trung tuổi nhìn quản lý Trần với vẻ mặt khó chịu. Ông như vậy thì sau này ông có muốn làm việc ở đây nữa không hả? Hừ, làm việc ở đây nữa hay không, có lẽ rằng không phải ông nói mà được, quản lý Trần hắng giọng. Ông ta không ngờ rằng hai người này lại dám uy hiếp mình. Có Đinh Dũng ở đây, ông ta lại càng không sợ hai người này. Lúc này, Đinh Dũng mới xoa xoa đầu Đinh Tuyết, tỏ ý cô đứng một bên thôi, sau đó đi tới phía người phụ nữ trung tuổi kia, vừa rồi không phải bà nói bà muốn ăn phân sao? Là bà tự ăn hay tôi đưa cho bà ăn? Mày, tao, bà ta đỏ mặt nhìn Đinh Dũng, sau đó quay lại nói với chồng mình, ông trời đánh kia, còn không ra đây nói cho tôi. Không phải ông quen với Trương quản gia sao? Đây là địa bàn của Trương quản gia kia mà. Ha ha, đúng vậy, nghe thế, chồng bà ta mới vỗ đùi. Thôi em đừng giận nữa, giờ anh gọi điện cho Trương quản gia đây. Đợi Trương quản gia đến rồi, hai đứa nó cũng không đi nổi đâu, bà ta hằn học nói. Nghe tới tên Trương quản gia, quản lý Trần tái mét mặt. Ông ta chỉ vào hai vợ chồng kia, nói Trương quản gia mà hai người nói là Trương Khởi Thủy sao? Không sai, người đàn ông giàu có kia tỏ vẻ dương dương tự đắc, gọi điện thoại. Đinh Dũng nhướng mày, đây là địa bàn của nhà họ Trương. Cũng vừa hay anh nghĩ tới những việc trước đó chưa nói rõ ràng với Trương Bồi Sơn nên anh cũng rút điện thoại ra gọi cho hắn. Ôi chao, đều là hiểu nhầm cả thôi mà, quản lý Trần lại thay đổi thái độ. Ông ta nhìn hai vợ chồng kia, nói, hà tất phải kinh động tới nhà họ Trương chứ. Đều là hiểu nhầm cả thôi mà, giải thích là xong mà. Hừ, hiểu nhầm, được thôi, bảo tên tiểu tử này ăn phân, sau đó cút ra khỏi đây đi, người phụ nữ trung tuổi khoanh tay trước ngực, nói năng không chút nể nang. Đến cả Viên Thiếu Hạo nghe vậy cũng không khỏi cau mày. Cái tên Trương Khởi Thủy, cậu ta đương nhiên nghe nói tới, là quản gia nhà họ Trương. Mấy năm nay thế lực nhà họ Trương lớn mạnh ở thành phố Kim Châu, giành lấy không ít địa bàn của hội Hắc Mã trong tay Bắc hắn. Ông ta cũng là một con người hết sức độc đoán.
nếu người đàn ông này mà mời được quản gia Trương tới đây thì hôm nay phải chịu thiệt rồi. Nghĩ vậy, cậu ta huýt trần đa đa, khẽ nói, em yêu, em nói với bạn thân một tiếng, bảo anh trai cô ấy đừng phô trương nữa, bớt bớt lại đi. Trần đa đa như thể không ngờ Viên Thiếu Hạo lại nói vậy. Cô lên tiếng trong vô thức. Thấy Trần đa đa tỏ vẻ hoài nghi, Viên Thiếu Hạo lại cau mày, ghé sát tai cô nói, chúng ta không đụng đến quản gia Trương được đâu. Nếu như ông ta tới đây thì hôm nay chúng ta đừng mong đi được. Trần đa đa nghe vậy thì hoang mang thấy rõ. Đến cả Viên Thiếu Khang cũng nói như vậy, cô đương nhiên biết lần này đã phải sắt rồi. Vốn dĩ cô còn thấy rất hưng phấn vì cách làm của Đinh Dũng rất khí phách. Có điều hiện giờ Trần đa đa không khỏi hoang mang. Cô vội kéo tay Đinh Tuyết, nói Tiểu Tuyết, chúng ta mau lấy đồ rồi đi thôi, hai người kia không dễ đụng vào đâu. Đúng lúc này, Đinh Dũng đã gọi được cho Trương Bồi Sơn. Đinh Dũng, sao anh lại có thời gian gọi cho tôi vậy? Bên trong điện thoại vang lên giọng nói cung kính của Trương Bồi Sơn. Trương Bồi Sơn thật sự sợ Đinh Dũng rồi, và lại hắn cũng định rằng khi đứng trước mặt Đinh Dũng sẽ nhận Đinh Dũng làm đại ca, cho nên lúc này thấy Đinh Dũng gọi đến, trong lòng hắn đương nhiên không khỏi lo lắng. Gần đây cậu thế nào, sao địa bàn của cậu lại bị người ta chiếm rồi? Đinh Dũng không hề do dự, cứ thế hỏi thẳng. Không phải địa bàn bên phía trường đại học là của cậu sao? Sao bây giờ lại thành địa bàn của người khác? Hả, không phải chứ, bên đó bố tôi kiểm soát kỹ lắm mà, nghe Đinh Dũng hỏi vậy, Trương Bồi Sơn mới xứng người, sau đó nói tiếp, Đinh Dũng, không phải anh nghe nhầm rồi chứ? Ai dám cướp địa bàn từ tay tôi chứ? Và lại, gần đây không biết hội Hắc Mã thế nào mà nhà họ Viên đột nhiên lại ngừng mở rộng địa bàn. Bọn họ bị chúng tôi tranh mất không ít địa bàn, nói rồi, Trương Bồi Sơn tỏ vẻ đắc ý vô cùng. Nghe vậy, Đinh Dũng lập tức nhớ tới việc Viên Thiên Hàng bị trói ở cây trước đó. Thế nhưng anh rất nhanh chóng đã gạt suy nghĩ sang một bên, nói, sao tôi nghe nói phía bên trường đại học bị một người tên là Triệu Đức Trụ chiếm rồi. Cái gì, không có chuyện đó đâu, anh Đinh đừng lo, tiểu tử Triệu Đức Trụ đó là em trai của một tên đàn em của tôi. Cậu ta vẫn luôn muốn gia nhập vào chỗ tôi nên chúng tôi mới để cậu ta ở đó để rèn luyện thêm, Trương Bồi Sơn nghe thấy cái tên Triệu Đức Trụ thì bật cười. Thực sự thì cái tên này quá đặc biệt, có muốn không ghi nhớ cũng không được. Vậy thì tốt rồi, Đinh Dũng cau mày. Không đợi Trương Bồi Sơn lên tiếng thì nói tiếp, tôi đang bị người ta dọa đây. Anh Đinh, anh ở đâu? Giờ tôi đến đấy giết hắn ta đi. Nghe thấy người của mình muốn ra tay với Đinh Dũng, Trương Bồi Sơn lập tức cuống lên. Hắn vội nói, nếu kẻ nào dám đụng tới một cọng lông của anh thì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ đó. Không sao. Giờ ông ta chưa tìm tới tôi, có điều chỗ tôi gặp chút rắc rối, hay là cậu tới đây một lát, thực ra Đinh Dũng có thừa khả năng xử lý việc này, nhưng anh lại không muốn ra tay trong trung tâm thương mại, đặc biệt là trước mặt Đinh Tuyết. Để Trương Bồi Sơn đi giải quyết là tốt nhất. Cũng vừa hay, anh lại muốn xem lát nữa quản gia Trương tới đây, trông thấy Trương Bồi Sơn thì sẽ bày ra bộ dạng thế nào. Hừ, tiểu tử, còn giả bộ gì nữa? Đây là địa bàn của quản gia Trương. Ở thành phố Kim Châu này, ngoài hội Hắc Mã ra thì ai dám can dự vào việc của quản gia nhà họ Trương. Đừng nói với tôi là vừa rồi cậu gọi điện cho người của hội Hắc Mã đấy, nói tới đây, người đàn ông giàu có kia mới cười nham hiểm. Trương quản gia đang tới đây rồi, hôm nay các người đừng hòng đi khỏi đây. Hai, đây có khác gì là hiểu nhầm đâu chứ, quản lý Trần cười khổ sở định giải thích. Kết quả người đàn ông giàu có kia hoàn toàn không cho ông ta chút thể diện. Lạnh lùng nạt hiểu nhầm cái con khỉ. Hôm nay bọn họ đừng mong rời khỏi đây, ông cũng đừng mong làm ở đây nữa. Đúng vậy, dám động vào bà cô đây, cũng không đái ra một bãi tự soi xem các người là cái thá gì. Nghe chồng mình nói quản gia Trương lát nữa sẽ đến, người phụ nữ trung tuổi lập tức có tinh thần hẳn. Trong ánh mắt bà ta tỏ rõ sự mong chờ. Còn lúc này, Đinh Dũng đã ngắt máy, nhếch miệng mỉa mai, người đã đến rồi vậy thì tôi ở đây đợi. Tôi cũng muốn xem vị quản gia này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hai, phiền phức rồi, quản lý Trần tái mét mặt. Theo ông ta thấy thì Đinh Dũng quá trẻ, có một số người không phải cứ có tiền là có thể chèn ép được. Ví dụ như Trương quản gia, ông ta tuyệt đối không phải là người dễ xơi. Quản lý Trần đột nhiên lại cảm thấy hối hận vì đứng về phía Đinh Dũng. Nếu Trương quản gia mà muốn xử lý ông ta thì cái chức quản lý này ông ta đừng mong làm tiếp nữa. Anh, hay thôi bỏ đi, chúng ta mau đi thôi,
Đinh Tuyết cũng nghe Trần Đa Đa nói đối phương không dễ đụng vào. Trong lòng cô không khỏi lo lắng. Nghe em gái nói vậy, Đinh Dũng mới lắc đầu, nói, không sao, em tin anh. Đinh Tuyết bặm môi, cũng không biết cô đang nghĩ gì. Cô gật đầu dứt khoát, cố gượng cười, anh, em tin anh. Quản lý Trần, thu dọn quần áo đi thôi, thấy Đinh Tuyết nói tin mình, Đinh Dũng chợt thấy ấm lòng. Anh nói với Trần Đa Đa và em gái, hai em còn ngây ra đó làm gì, thích gì thì mau chọn đi. Chỗ quần áo này đều là của các em cả. Còn của em nữa sao, Trần Đa Đa không dám tin vào những gì mà mình vừa nghe. Bỏ ra hàng trăm nghìn nhân dân tệ mua quần áo mà lại còn tặng mình sao? Bao nhiêu quần áo thế này, Tiểu Tuyết cũng chẳng mặc hết được, em thích bộ nào thì cứ lấy đi, Đinh Dũng gật đầu, sau đó trầm tư một lát, nói, những bộ còn lại có thể tặng cho bạn bè của các em. Quản lý Trần, phiền ông gói toàn bộ quần áo này vào cho tôi, gửi đến ký túc xá của trường Đại học Kim Châu, Đinh Dũng nói rõ ràng. Như thể mấy trăm nghìn nhân dân tệ trong mắt anh cũng chỉ là hạt cát. Bao nhiêu quần áo như thế này mà cứ thế đem tặng người khác, còn chẳng thèm chớp mắt. Được, quản lý Trần gật đầu, cho dù Trương quản gia tới có làm gì đi nữa thì trước mắt ông ta phải xử lý việc này cái đã. Còn gói đồ gì nữa? Hôm nay các người đừng mong rời khỏi đây, người phụ nữ trung tuổi khoanh tay trước ngực. Bà ta hắng giọng nhìn về phía Đinh Dũng như nhìn một người sắp chết. Hôm nay không đánh cho mày nhập viện thì tao không tên là Vương Hồng Hồng. Được thôi, tôi đợi người của bà đến, Đinh Dũng châm chọc. Trương Bồi Sơn có lẽ cũng sắp đến rồi. Vừa nghĩ tới, ở phía xa liền có một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên, là một người đàn ông tóc bạc, dẫn theo bốn gã đàn ông vạm vỡ mặc áo ba lỗ đen đi tới. Ôi chao, Trương quản gia cuối cùng cũng tới rồi, thấy người đàn ông tóc bạc, người phụ nữ với cái tên Vương Hồng Hồng lập tức đi tới đón. Trương quản gia bật cười, ông ta nhìn Vương Hồng Hồng bằng con mắt nóng bỏng. Ông ta đứng ở góc người đàn ông giàu có kia không thấy rồi lén vỗ vào bộ mông nảy nở của Vương Hồng Hồng, nói, gọi tôi tới gấp như vậy là có việc gì? Trương quản gia, cuối cùng anh cũng đến rồi, anh phải làm chủ cho bọn em, người đàn ông giàu có kia đi tới nói năng ngọt xớt. Ông ta chỉ vào Đinh Dũng, thằng này cậy mình có tiền, tranh giành bộ quần áo mà Hồng Hồng yêu thích, mà nó còn bắt Hồng Hồng. Nói tới đây người đàn ông với dầu có ngừng một lát, Trương quản gia cau mày nói, có chuyện gì? Nó bắt Hồng Hồng phải làm sao? Nó bắt em phải ăn phân, Vương Hồng Hồng tỏ vẻ ấm ức. Bà nói linh tinh, anh tôi nói câu ấy bao giờ? Rõ ràng là bà cứ muốn cá cược với chúng tôi, đến lúc thua thì lại, Đinh Tuyết nghe thế thì khó chịu, cô đứng ra cau mày nói lớn. Thế nhưng Đinh Tuyết còn chưa nói xong thì Vương Hồng Hồng đã thét lên ngắt lời cô. Không biết bà ta lấy đâu và dũng khí mà lao như một mũi tên về phía trước, nạt nộ con yêu tinh, tao xé miệng mày ra. Cút ra, thấy bà ta xông tới, Đinh Dũng đứng chắn ngay trước mặt Đinh Tuyết, giáng cho bà ta một phát tát. Bốp, tiếng tát chát chúa, Vương Hồng Hồng ăn một bạt, trên mặt hiện rõ vết hằn đỏ. Hồng Hồng, Trương quản gia điên tiết, ông ta đẩy Vương Hồng Hồng ra sau, nói với bốn tên vệ sĩ. Còn ngây ra đấy làm gì? Đánh chết nó cho tôi. Ôi chao, Trương quản gia, đừng tức giận mà, nghe Trương quản gia nổi nóng, quản lý Trần không đợi mấy tên bảo vệ xông lên mà đã nhanh chóng chạy tới, cười trừ. Trương quản gia đừng tức giận, để tôi bảo bọn họ xin lỗi. Anh xem như vậy có được không? Hừ, cậu là cái thá gì mà cũng xứng để tôi cho cậu sĩ diện, thế nhưng điều khiển quản lý Trần không ngờ tới đó chính là Trương quản gia không hề nể mặt ông ta. Quản lý Trần mặt mày biến sắc, ông ta còn chưa lên tiếng thì bốn tên vệ sĩ đã đẩy ông ta ra. Trong đó một tên còn hằn học nói, cút sang một bên, nếu không thì đến ông cũng bị đánh. Đừng đánh anh tôi xin lỗi các ông, thấy bốn tên vệ sĩ xông đến, Đinh Tuyết nghiến răng bặm môi đứng ra. Cút ra, nhà đầu, muốn chết hà, một tên vệ sĩ thấy vậy thì lên tiếng quát nạt. Tay hắn ta vung mạnh về phía Đinh Tuyết. Đúng lúc này, Đinh Dũng cau mày. Anh kéo Đinh Tuyết lại, dùng một tay tóm lấy tay tên vệ sĩ kia rồi bóp mạnh, dám đụng vào em tao, mày chết được rồi đấy. Dứt lời, chỉ nghe thấy bịch một tiếng, Đinh Dũng đạp thẳng vào bụng tên vệ sĩ, khiến hắn bay ra ngoài. Ba tên còn lại thấy thế thì vội vung nắm đấm về phía Đinh Dũng. Khi sắp đấm tới gần Đinh Dũng thì từ xa vang lên tiếng hét thất thanh, dừng tay. Vốn dĩ Đinh Dũng còn định phế luôn cả bốn tên này. Nhưng sau khi cảm nhận thấy được Trương Bồi Sơn ở phía xa,
anh không hề ra tay mà kéo em gái về bên cạnh mình, tránh xa phạm vi của cả ba tên này. Đúng lúc này, Trương Bồi Sơn cũng dẫn người xông vào. Mấy người mà hắn ta dẫn tới lập tức ấn luôn ba tên bảo vệ kia lại. Thiếu gia, sao cậu lại tới đây, thấy Trương Bồi Sơn, Trương quản gia tái mặt, vội đi tới đón. Là ông ta, thấy Trương Bồi Sơn, Viên Thiếu Hạo thẫn thờ, nắm chặt tay. Đa đa, chúng ta mau đi thôi, người này không phải là người mà chúng ta đụng vào được đâu. Trương thiếu gia, quản lý Trần thấy Trương Bồi Sơn thì kinh ngạc không thôi. Nếu như Trương quản gia chỉ là người có thể uy hiếp đến chức vụ quản lý của ông ta vậy thì thiếu gia Trương ở trước mặt lại có thể khiến ông ta không thể sống nổi ở thành phố Kim Châu này. Lúc này, thấy Trương Bồi Sơn, quản lý Trần mới thấy hối hận. Ai ngờ gã đàn ông giàu có kia lại có thể gọi Trương Bồi Sơn chứ? Chồng ơi, anh có thể gọi cả Trương thiếu gia tới sao? Vương Hồng Hồng cũng sững sờ. Bà ta không khỏi kích động. Mặc dù người đàn ông giàu có kia cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng thấy vợ mình nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ như vậy, ông ta lại bật cười đắc ý, nói, đương nhiên rồi, em không nhìn xem chồng mình là ai. Lát nữa tính sổ với ông, ai ngờ Trương Bồi Sơn đi qua chỗ quản gia Trương thì không hề dừng lại mà cứ thế đi về phía Đinh Dũng, nói rất cung kính, anh Đinh, thật sự xin lỗi anh, là tôi quản giáo không nghiêm. Thấy Trương Bồi Sơn, Đinh Dũng lắc đầu, nói, tôi không sao, nhưng vị quản gia này quả thực là ngông cuồng đấy. Hừ. Nghe vậy, Trương Bồi Sơn mới hắng giọng. Trương Khởi Thủy nói ra thì là quản gia nhà họ Trương nhưng trên thực tế thì lại là người làm. Trước đây ông ta giúp bố hắn là Trương Thiệu Thích quản lý gia đình. Hiện giờ sau khi tới Kim Châu, ông ta vẫn dựa vào danh tiếng nhà họ Trương để tác oai tác quái. Việc này Trương Bồi Sơn đã nghe nói từ lâu nhưng vẫn chưa có dịp đụng đến ông ta. Thiếu gia, tôi sai rồi. Điều khiến mọi người bất ngờ đó chính là Trương Khởi Thủy đột nhiên lại không dám ho he gì. Ông ta cứ thế nước mắt nước mũi lê thê, nói tôi sai rồi, là tôi có mắt như mù, tôi. Ông cũng biết mình có mắt như mù à, Trương Bồi Sơn cười lạnh lùng tát thẳng vào mặt Trương quản gia, nói lạnh lùng, ông đúng là ăn phải tim hùm gan báo rồi đấy. Đến anh Đinh mà cũng dám đụng vào. Anh Đinh, anh nói đi, nên xử ông ta thế nào, nói rồi. Trương Bồi Sơn nhìn Đinh Dũng hết sức cung kính. Từ sau khi giao chiến với nhà họ Viên, Trương Bồi Sơn đã thương lượng với Trương Thiệu Thích, cho dù thế nào cũng không được đắc tội với Đinh Dũng. Hai bố con hắn nhận ra Đinh Dũng mới thực sự là lão đại. Đối diện với một gia tộc như nhà họ Viên mà bố con họ cũng không dám đụng vào. Thế nhưng Đinh Dũng lại rất dễ dàng khiến cho nhà họ Viên phải nhả địa bàn ở phía trường học này ra. Cậu xem đấy mà làm, Đinh Dũng nhếch miệng. Giao quyền lựa chọn cho Trương Bồi Sơn, sau đó nói thêm, vừa rồi ông ta nói mấy tên vệ sĩ đánh chết tôi đấy. Trương quản gia thấy vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm, vì dù sao ông ta cũng cho rằng Trương Bồi Sơn là người của phía mình. Ông ta cũng làm nô bộc cho nhà họ Trương bao nhiêu năm nay, không có công lao thì cũng có khổ lao. Ông ta cho rằng Trương Bồi Sơn cũng sẽ không làm gì mình. Thế nhưng câu tiếp theo của Đinh Dũng lại khiến cho Trương quản gia phải tái mặt. Mặc dù Đinh Dũng không nói rõ ràng nhưng ý tứ thì muốn nói cho Trương Bồi Sơn rằng người của cậu vừa nói muốn đánh chết tôi đấy, cậu xem đấy mà xử lý. Trương quản gia là người thông minh, từ khi thấy Trương Bồi Sơn đi tới mà tỏ vẻ cung kính với Đinh Dũng, ông ta liền biết thân phận của Đinh Dũng không hề đơn giản. E rằng ông ta không thể đụng tới Đinh Dũng được rồi. Lúc này ông ta thấp thỏm, lo lắng vô cùng. Quản gia Trương, gan ông to lắm, Trương Bồi Sơn hắng giọng. Chỉ thẳng vào mặt Trương quản gia. Bố tôi cho ông cái quyền cái thế để ông ở đây trông giữ sản nghiệp của gia tộc, chứ không phải ông ở đây để tác oai tác quái. Từ nay về sau, ông không còn là quản gia của nhà họ Trương nữa, không liên quan gì đến nhà họ Trương của tôi nữa, nói rồi, mắt Trương Bồi Sơn sắc lạnh vô cùng. Đã dứt khoát lựa chọn bỏ Trương Khởi Thủy đi thì hắn ta cũng dứt khoát làm người xấu. Đột nhiên hắn bật cười, yên tâm, Trương quản gia. Ông ở nhà họ Trương của tôi bao nhiêu năm như vậy, không có công lao thì cũng có khổ lao. Tôi cho ông 3 triệu nhân dân tệ tiền mặt, đủ cho ông dưỡng lão. Thiếu gia, cậu cho dù không coi trọng bao nhiêu năm tôi cống hiến thì cũng không thể đuổi tôi như vậy chứ. Quản gia Trương nghe vậy thì sao có thể không hiểu ý Trương Bồi Sơn là gì. Mấy năm nay, ông ta đắc tội quá nhiều người. Một khi không có nhà họ Trương chống lưng, lại chỉ có 3 triệu tiền mặt, e rằng sẽ khó bảo toàn mạng. Nghĩ vậy, ông ta đứng thẳng người, bộ mặt nịnh hót trở nên giảo hoạt. Ông ta vung mạnh tay,
bóp cổ Trương Bồi Sơn, cậu đừng trách tôi không trung thành. Muốn tôi chết, vậy thì cậu đi trước đợi tôi đi. Trương Khởi Thủy, ông muốn làm gì hả? Trương Bồi Sơn giật mình, nắm chặt tay, ông làm phản phải không? Ông có tin tôi cho ông không bước ra khỏi đây được không? Đi chết đi, chúng ta gặp nhau dưới Hoàng Tuyền, Trương Khởi Thủy hằn học. Ông ta giơ cao tay, lòng bàn tay chợt xuất hiện một con dao sắc lẹm, ông ta chém về phía Trương Bồi Sơn. Trương Khởi Thủy giơ tay vung dao, con dao sắc lẹm đâm về phía ngực Trương Bồi Sơn. Thấy con dao sắp đâm trúng ngực mình, Trương Bồi Sơn tái mét mặt, hắn vô thức ngẩng đầu lên. Đúng lúc này, một cánh tay với sức lực vững vàng nắm lấy tay hắn, tay còn lại hất luôn con dao trên tay Trương Khởi Thủy đi. Phập! Con dao găm đâm trúng bức tường cách đó không xa. Không được cử động, thấy con dao găm trong tay Trương Khởi Thủy bị đoạt đi, mấy người mà Trương Bồi Sơn dẫn tới lập tức xông lên. Được lắm, ông lại muốn giết tôi à? Trương Bồi Sơn nheo mắt, tung một đạp trúng bụng Trương Khởi Thủy rồi hằn học nói. Ông xong rồi, nghe đây, lôi ông ta về trông coi cho kỹ, không được để ông ta chạy thoát. Vâng, mấy tên đàn em vậy thì mặt nghiêm túc hơn. Chúng cảm thấy như mình đang gặp phải kẻ địch lớn. Giây phút Trương Bồi Sơn bị Trương Khởi Thủy tóm được, nếu như Trương Bồi Sơn thật sự gặp phải chuyện gì thì mấy người bọn họ chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt của Trương Thiệu Thích. Cũng may Đinh Dũng ra tay cứu giúp khiến Trương Bồi Sơn thoát khỏi vòng kìm kẹp của Trương Khởi Thủy. Anh Đinh, đa tạ anh, Trương Bồi Sơn mặt mày hết sức phức tạp. Hắn nhìn Đinh Dũng rồi hít vào một hơi thật sâu, mặt mày nghiêm túc. Từ nay về sau, anh chính là đại ca của tôi. Nếu không phải vừa rồi có anh ra tay cứu giúp thì e rằng tôi đã không còn thấy mặt trời nữa rồi. Đinh Dũng nhìn Trương Bồi Sơn hồi lâu mới gật đầu. Thấy Đinh Dũng gật đầu, Trương Bồi Sơn cảm kích vô cùng. Hắn vội lên tiếng, anh Đinh, anh yên tâm, chỉ cần có Trương Bồi Sơn tôi còn ở đây thì ở thành phố Kim Châu này không ai dám đụng vào anh. Chào Trương thiếu gia, đúng lúc này Viên Thiếu Hạo đi tới, hắn ta chắp tay nhìn Trương Bồi Sơn với vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Có điều lúc này Đinh Dũng lại thấy kỳ lạ, tên này không phải là em họ của Viên Thiếu Khang sao? Sao tự dưng lại cung kính với Trương Bồi Sơn như thế? Nếu như Viên Thiếu Khang mà biết thì e rằng hắn chẳng thể sống yên. Cậu là Trương Bồi Sơn xứng người, nhưng nghĩ tới việc Viên Thiếu Hạo đi cùng Đinh Dũng nên hắn mới trả lời hết sức lịch sự. Tôi là Viên Thiếu Hạo, Viên Thiếu Hạo vội xưng danh. Sau khi biết tên hắn, Trương Bồi Sơn lại tỏ vẻ tò mò. Hắn ta nhìn ngay sang Đinh Dũng, còn Đinh Dũng thì lại thấy có phần kỳ lạ, nên lên tiếng, cậu ta là em họ Viên Thiếu Khang. Cái gì, là người nhà họ Viên, Trương Bồi Sơn biến sắc. Hắn bật cười lạnh lùng nhìn Viên Thiếu Hạo chằm chằm, cậu có biết nhà họ Viên các cậu là đối thủ với nhà họ Trương chúng tôi không? Thế mà cậu còn dám đến đây? Đúng là ngông cuồng. Đừng cho rằng dựa được vào hội hắc mã của nhà họ Viên thì tôi không dám đụng đến cậu, Trương Bồi Sơn lôi cổ Viên Thiếu Hạo, gằn lên, đây là địa bàn của Trương Bồi Sơn tôi. Anh Đinh, anh mau cứu Thiếu Hạo đi, thấy Viên Thiếu Hạo bị Trương Bồi Sơn tóm lại, Trần Đa Đa sợ hãi cuống cả lên. Đinh Dũng hơi cau mày, nhưng anh còn chưa lên tiếng thì Viên Thiếu Hạo đã chủ động nói, Trương Thiếu gia, tôi không liên quan gì đến hội hắc mã cả. Tôi cũng không liên quan đến Viên Thiếu Khang, nếu anh muốn giết tôi thì cũng chỉ vì tôi họ Viên, vậy thì tôi không còn gì để nói. Hừ, nếu không phải nể mặt anh Đinh thì giờ tôi cắt cái lưỡi chó của cậu, Trương Bồi Sơn cũng nhận ra tên này không liên quan gì tới Viên Thiếu Khang. Viên Thiếu Hạo vội gật đầu, lần này hắn định bụng muốn lật đổ anh họ mình. Chỉ dựa vào sức một mình thì không đủ, ngày thường hắn cũng không thể tiếp xúc được tới những người có đẳng cấp như Trương Bồi Sơn. Hiện giờ khó khăn lắm mới gặp mặt được, hắn đương nhiên phải cố gắng tranh thủ cơ hội làm quen rồi. Thực ra hắn cũng cực rằng kể cả có bị đánh một trận, hắn cũng phải ra mặt làm quen. Có điều Viên Thiếu Hạo lại không ngờ rằng, thể diện của Đinh Dũng lại lớn đến vậy. Trương Bồi Sơn đối diện với người của nhà họ Viên như hắn mà lại có thể tha cho hắn. Đúng lúc này, quản lý Trần đã đếm xong số lượng quần áo thì chỉ về phía không xa, bọn họ chạy rồi. Đinh Dũng quay đầu nhìn, hóa ra là người phụ nữ trung tuổi với tên Vương Hồng Hồng và ông chồng giàu có của bà ta cùng nhau bỏ chạy. Trương Bồi Sơn thấy thế thì hỏi Đinh Dũng, anh Đinh, xử lý bọn họ thế nào? Vừa rồi bà ta nói nếu tôi không mua được quần áo ở đây thì bà ta sẽ ăn phân, Đinh Dũng chỉ thản nhiên nói một câu chứ không để ý thêm nữa. Còn Trương Bồi Sơn đương nhiên lĩnh hội ý tứ đó,
lập tức nói với tên đàn em, mấy người chúng mày đi lôi hai người kia về cho tao. Đi tìm bãi phân chó, bọn họ ăn không hết thì không được đi. Vâng, nghe thiếu gia ra lệnh, hai tên đàn em cũng tái mét mặt nhưng chúng vẫn gật đầu tuân lệnh, đuổi theo hai người phía Vương Hồng Hồng. Không lâu sau đó, quản lý Trần mới xếp đầy đủ nào thùng nào hộp chất đầy quần áo, lên tiếng với giọng ngọt xớt, thưa cậu, quần áo đã kiểm đếm xong, cậu vui lòng để lại địa chỉ, lát nữa tôi sẽ cho người chuyển quần áo tới nơi. Tiểu Tuyết, em cho ông ta địa chỉ đi, Đinh Dũng gật đầu nói. Thấy mọi việc đã được xử lý xong xuôi, Đinh Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm. Cô và Trần Đa Đa vui vẻ ghi lại địa chỉ ký túc xá cho quản lý Trần, anh, em cảm ơn anh. Cảm ơn gì chứ, đi thôi, Đinh Dũng nghe thế thì xoa đầu cô tươi cười. Anh đưa em về, lần tới được nghỉ thì tới nhà anh tìm anh, bệnh của em vẫn còn cần điều trị nữa. Ra khỏi trung tâm thương mại, Đinh Dũng lái chiếc siêu xe đưa Đinh Tuyết về trường. Trương Bồi Sơn thấy thế thì thẫn thờ, hắn ta còn nhớ lần trước khi gặp Đinh Dũng, anh vẫn còn đi chiếc xe đạp cà tàng. Đinh Dũng mới đúng là lão đại thực thụ, Trương Bồi Sơn thầm nhủ. Càng ngày hắn càng nhìn không thấu Đinh Dũng. Trương Bồi Sơn đi theo xe Đinh Dũng tới Đại học Kim Châu. Hắn bảo lái xe dừng lại, định đợi Đinh Dũng ở cổng trường. Lúc này, Đinh Dũng đã cùng Đinh Tuyết về đến trường. Anh biết Đinh Tuyết sống tiết kiệm nên chuyển phần tiền còn lại không mấy nhiều nhặn trong thẻ sang cho cô bé. Anh chuyển nhiều tiền thế cho em làm gì? Khi Đinh Tuyết nhận được số tiền về tài khoản, cô không khỏi ngạc nhiên, vội kéo tay Đinh Dũng hỏi. Anh lấy ở đâu ra mà nhiều tiền như vậy? Anh không làm gì phạm pháp chứ? Em nói gì thế? Số tiền này là chị dâu đưa cho anh. Nhà họ Hàn có nhiều tiền thế nào? Không phải em không biết. Đinh Dũng cười ha ha, lấy lý do số tiền này là của Hàn Phương Nhiên. Thực ra mấy năm nay, Đinh Dũng không hề lấy một đồng từ nhà họ Hàn. Bình thường chi phí sinh hoạt hàng ngày, Lâm Hồng Ngạn cũng hết sức dè dặt. Cô ta ở trong đó. Đột nhiên bên ngoài ký túc xá chợt vang lên tiếng hét. Ngay sau đó, một người bạn cùng phòng của Đinh Tuyết dựa vào tường ngã phịch ra đất. Cả đám người xông vào ký túc, không ít người sợ hãi hét thất thanh. Ngải Mễ và một người đàn ông mặt rỗ đi vào. Ngải Mễ một tay che mặt, một tay ấm ức chỉ vào Đinh Dũng, nói, bố nuôi, chính hắn đánh con. Thằng kia, mày chán sống rồi phải không hả? Gã đàn ông trung tuổi béo mập, mặt rỗ xoa xoa cái đầu chọc lóc bóng lác. Gã ta nhìn Đinh Tuyết rồi chợt sáng mắt lên. Chao ôi, cô em này trông mới sinh làm sao? Hừ, ông đúng là loại ác độc, có anh trai chống lưng, Đinh Tuyết lập tức tỏ thái độ. Cô nói với Ngải Mễ, hóa ra hằng ngày cậu lại hầu hạ một lão già xấu xí đến vậy. Đúng là khổ cho cậu rồi. Nghe vậy, gã đàn ông béo ú kia tối sầm mặt lại. Khóe miệng gã ta nhếch lên cười giảo hoạt. Gã ta nhìn Đinh Tuyết không rời mắt rồi bật cười quái dị, nói, em gái. Đừng thấy anh đây xấu mà chê. Kỹ năng anh tốt lắm đấy. Có phải không, bảo bối, vừa nói, gã ta đưa tay ôm Ngải Mễ vào lòng, bàn tay hư hỏng của lão cứ thế vuốt ve đùi Ngải Mễ. Bị người đàn ông kia kéo vào lòng bất ngờ, Ngải Mễ đỏ mặt nhưng không phải đỏ mặt vì xấu hổ mà lại vì sung sướng. Á, bố, đừng có vội mà. Về rồi người ta phục vụ bố cho chu đáo. Hi hi, hôm nay thì không cần. Thi thoảng cho con nếm mùi vị tươi mới, vậy thì mới kích thích, gã đàn ông khẽ bóp, Ngải Mễ thét lên nhưng lại không dám nói thêm gì, chỉ có thể miễn cưỡng cười, không biết bố thích ai, con giúp bố giành về. Bố thấy cô ta cũng không tồi, vừa nói, gã ta vừa chỉ vào Đinh Tuyết. Nghĩ tới bố mình tự nhiên lại thích Đinh Tuyết, Ngải Mễ khó chịu ra mặt. Nếu như bị Đinh Tuyết xoán ngôi thì bao công lao kinh doanh của cô ta trong 2 năm nay đều đổ sông đổ bể cả. Bố. Cô ta, Ngải Mễ định nói xấu Đinh Tuyết nhưng nào ngờ Đinh Tuyết lại lên tiếng trước. Cô trợn trừng mắt, tức tối, trông thì không khác gì con cóc ghẻ, lại còn đến hơn 40 tuổi đầu rồi mà còn muốn đi chơi gái. Đúng là vô liêm sỉ, da mặt ông dày thật đấy. Nghe Đinh Tuyết nói những lời hằn học như vậy, Đinh Dũng như thể bây giờ mới biết đến em mình vậy. Ban đầu anh còn lo lắng cô sẽ bị bắt nạt, thế nhưng bây giờ xem ra là anh đã nghĩ nhiều rồi. Anh! Em chỉ là, như cảm nhận được ánh mắt của Đinh Dũng, Đinh Tuyết đỏ mặt, vội cúi đầu. Thấy tay em mình cứ thế vò vào nhau, như sợ mình hiểu nhầm, Đinh Dũng mới lắc đầu, cười nói, Tiểu Tuyết, loại người này thì nên đối xử như vậy. Rõ ràng trông chẳng khác gì con cóc ghẻ mà lại muốn ăn thịt thiên Nga.
Thấy anh trai không giận mình, Đinh Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Thực ra cô không hề yếu đuối như Đinh Dũng tưởng tượng. Trong tình cảnh bệnh tật đầy mình mà cô vẫn cố gắng đến trường đi học, cố gắng không gây thêm phiền toái cho anh mình. Hiện thực phũ phàng đã khiến một cô bé non nớt phải trưởng thành hơn so với độ tuổi của mình. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Đinh Tuyết vẫn luôn rất trầm tĩnh. Cô không muốn anh mình phải vất vả thêm. Bản thân cô không có chống lưng, khi đối diện với những người có bề thế thì chỉ có thể cắn răng chịu đựng bị ức hiếp. Nhưng bây giờ lại khác, có anh trai chống lưng cho mình, cô có gì mà phải sợ chứ? Con đĩ con, mày dám nói bố nuôi tao thế à? Tao xé rách miệng mày ra, ngải mễ nhìn Đinh Tuyết với con mắt hằn học. Cô ta vung tay định xông lên. Thế nhưng lúc này, bố nuôi cô ta là Triệu Đức Trụ lại kéo giật cô ta lại, nhìn Đinh Tuyết, nói, hi hi, anh thích một con báo non như em. Càng phản kháng lại càng có sức hút. Người đầu, lôi tiểu tử này đi. Triệu Đức Trụ phất tay, đám đàn em của gã ta lập tức xông lên. Khoảng chừng 7, 8 tên đầu 5-6 thứ màu, chỉ cần nhìn là biết đây là cả đám côn đồ. Đại ca, sao thế, đi đầu là tên tóc vàng nhìn Đinh Dũng cười gian dảo. Xử nó đi, Triệu Đức Trụ nhìn Đinh Dũng cười cợt. Giọng nói của gã rõ cái vẻ tôi độc. Triệu Đức Trụ ở đây tác oai tác quái không phải một vài ngày nữa. Trước đó gã ta chính là côn đồ đây. Từ sau khi thay đổi lão đại, gã ta càng được đà lấn tới, chẳng hề kiêng dè chi. Chỉ cần là những nữ sinh mà gã ta ưng mắt thì không cô nào lọt ra khỏi lòng bàn tay gã được. Và lại Triệu Đức Trụ không phải là kẻ ngốc, gã tao biết ai có thể đụng đến được ai không thể đụng đến được, cho nên trước đó gã ta đã từng hỏi ngải mễ và biết được Đinh Tuyết cũng như Đinh Dũng chỉ là những người hết sức bình thường, chẳng có chống lưng. Do vậy mà lúc này gã mới ngông cuồng, có điều gã ta chẳng thể ngờ Đinh Tuyết lại xinh đẹp đến vậy. Lão đại ra lệnh xử hắn, tên tóc vàng hét lên. Cũng không biết hắn rút ở đâu ra con dao chặt, cứ thế vung về phía Đinh Dũng. Triệu Đức Trụ vốn dĩ còn cười giả lả, lúc này thấy tên đàn em vung con dao ra thì hạ giọng, tao bảo mày xử nó chứ không bảo mày chém chết nó. Thế nhưng lúc này đã muộn rồi, con dao chặt trong tay tên tóc vàng đã chém về phía Đinh Dũng. Đinh Tuyết đứng bên thấy thế thì sợ hãi. Cô hét lên thất thanh, anh ơi cẩn thận. Cô không ngờ bố nuôi của ngải mễ lại độc ác như vậy. Giữa ban ngày ban mặt mà còn dám rút dao chém người. Đinh Tuyết sợ hãi, tái mét mặt, hét lên thất thanh, mau dừng tay. Cứu với, có kẻ giết người. Đinh Dũng không hề quan tâm. Anh né người tránh con dao rồi nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào Triệu Đức Trụ. Trong mắt Đinh Dũng lúc này rõ ánh nhìn lạnh lùng nhưng anh không hề ra tay mà rút điện thoại ra nhắn cho Trương Bồi Sơn, người của cậu muốn chém tôi. Chỉ một dòng tin ngắn ngủi nhưng lại khiến cho Trương Bồi Sơn ngồi ở cổng trường phải vã mồ hôi. Hắn dựng tóc gáy, hét lên với mấy tên đàn em, mau đi theo tao. Em gái, chỉ cần em chiều anh một đêm, anh sẽ tha cho anh trai em, thế nào? Triệu Đức Trụ giật lấy con dao từ tay tên tóc vàng, nói với giọng uy hiếp. Nghe vậy, Đinh Tuyết nghiến răng, nhìn con dao trong tay ông ta rồi nắm chặt tay, hét, ông đừng mơ. Tôi sẽ không để ông làm hại anh tôi. Ôi! Em gái, rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt. Vậy thì đừng trách anh nhé, Triệu Đức Trụ hắng giọng, ánh mắt gã ta rõ vẻ tôi độc. Gã nói với tên đàn em, đánh gãy hai chân, ném ra chỗ khác. Nếu tôi là ông thì tôi sẽ không làm như vậy đâu, Đinh Dũng chợt giơ chiếc điện thoại trong tay, thản nhiên nói. Không phải ông nói ông là lão đại ở đây sao? Người anh em của tôi cũng sắp đến rồi đấy, cậu ta nói cậu ta mới là lão đại ở đây. Tôi lại rất muốn biết ai mới là lão đại thực thụ. Ha ha ha, tao không nghe nhầm chứ. Mày nói gì cơ, nghe Đinh Dũng nói vậy, Triệu Đức Trụ bật cười ha hả. Ngài Mễ và mấy tên côn đề tóc vàng tóc đỏ không nhịn được cười. Tên tóc vàng nói năng bợ đỡ. Ở cái đất này ai mà không biết anh Trụ mới là lão đại. Ở đất Đại học Kim Châu này, ai dám động đến anh chứ. Em thấy thằng này điên rồi, vừa nói. Hắn ta vừa giữ ngón tay lên tỏ vẻ tán thưởng. Muốn làm lung lay tao à, Triệu Đức Trụ tỏ vẻ đắc ý, nhìn Đinh Dũng. Tao lại muốn xem thằng này gọi được ai tới. Ha ha, hắn gọi được ai tới thì cùng lắm cũng chỉ là thêm hai đứa sinh viên thôi. Chỉ cần thấy anh em mình thì có mà sợ chạy bán sống bán chết, tên tóc vàng nghe Triệu Đức Trụ nói vậy thì đột nhiên cười phá lên. Ngải Mễ nhìn Đinh Dũng cười lạnh lùng, trông mặt cô ta rõ vẻ chanh chua đanh đá. Hai đứa này dám ra tay với mình, hôm nay cho dù thế nào,
cô ta cũng phải cho hai người phải trả giá. Bố, đợi bố chơi xong, có thể cho cô ta, nghĩ tới đây, Ngải Mễ lại thỏ thẻ, tay cô ta từ từ mơn trớn lên phần lưng Triệu Đức Trụ, khẽ vuốt ve. Triệu Đức Trụ nhìn Ngải Mễ với ánh mắt thèm thuồng, gã ta nuốt nước bọt, vỗ vào bộ mông nảy nở của cô ta. Trò vặt, đợi bố chơi xong thì con tùy ý xử lý. Tự tin vậy sao, sau khi gửi tin nhắn cho Trương Bồi Sơn, Đinh Dũng mới mỉa mai. Anh ngồi trên giường của Đinh Tuyết, bắt chéo chân, thản nhiên nói, đã tự tin như vậy thì đợi lát nữa ông đừng có quỳ xuống xin tha. Khốn khiếp, mày dám nói với anh Trụ vậy đấy à? Mày muốn chết phải không? Nghe Đinh Dũng nói vậy, tên tóc vàng nhìn Đinh Dũng tỏ vẻ khó chịu. Đúng vậy, mày muốn chết rồi đấy phỏng, những tên khác lần lượt lên giọng dọa nạt Đinh Dũng. Đinh Dũng không khỏi buồn cười, ánh mắt anh nhìn sang Triệu Đức Trụ chằm chằm. Không phải vừa rồi các người nói muốn xử tôi sao? Vậy thì tôi chửi hay không chửi cũng có kết quả như nhau thôi, có gì mà phải sợ? Ôi chao, mẹ kiếp, tên tóc vàng nói không lại Đinh Dũng, hắn liền tung chân đạp về phía Đinh Dũng. Đinh Dũng chẳng hề hoang mang, giây phút tên này giơ chân lên, anh đã tóm lấy cổ và chân hắn. Đương lúc anh định giơ chân đạp hắn thì đột nhiên có bóng người trai tới, đạp thẳng vào đúng quần hắn. Ao, chiếc giày cao gót nhọn hoắt đạp vào chỗ hiểm, tên tóc vàng kêu la thảm thiết. Đinh Dũng nới lỏng cổ tay, nhìn Đinh Tuyết, chỉ biết thở dài, nói, em ác thật đấy. Tên tóc vàng đau đớn ngã vật ra đất, hai tay hắn che đúng quần, mắt trợn ngược. Anh, thấy hắn ngã ra đất, cả đám người không khỏi run rẩy, chỉ cảm thấy thật thốn nơi đúng quần. Loại bỏ đi, Triệu Đức Trụ hắng giọng nhưng ông ta lại bất giác che đúng quần mình lại, nói với mấy tên đàn em khác. Sợ cái gì, một con đàn bà thôi mà chúng mày cũng phải sợ à. Đúng là cái lũ bỏ đi, không đợi nữa, lên hết cho tao. Vâng, nghe Triệu Đức Trụ nói vậy, không tên nào dám lùi sau nửa bước. Chúng đành bấm bụng lao về phía Đinh Dũng. Quả quyết không đợi nữa sao? Người anh em kia của tôi có lẽ là sắp đến nơi rồi đấy, Đinh Dũng nhướng mày nhìn Triệu Đức Trụ. Tôi khuyên là mấy người nên từ từ đã, vì nếu như không đợi thì các người sẽ chết thảm lắm đấy. Dứt lời, anh đứng phát dậy liếc nhìn bọn chúng. Cái khí thế đàn áp người ta cứ thế bủa vây lấy bọn chúng. Hôm nay dù có ông trời đến đây cũng không cứu nổi mày đâu, bị Đinh Dũng đàn áp, Triệu Đức Trụ bất giác thấy run chân. Ông ta vội hét lên để lấy tinh thần. Nhưng đúng lúc này, cánh cửa phòng ký túc xá đột nhiên bị người ta dùng chân đạp mạnh. Trương Bồi Sơn dẫn theo 7, 8 tên vệ sĩ đi vào, quát nạt Triệu Đức Trụ, Triệu Đức Trụ, ông cút ra đây cho tôi. Ai? Ai mà dám bảo Triệu Đức Trụ tao cút, nghe tiếng hét phía sau, ông ta điên tiết nạt lại, và quay người lại nhìn thì mặt mày ông ta lại biến sắc. Ngải Mễ cũng quay lại nhìn Trương Bồi Sơn, cô ta chưa bao giờ từng thấy Trương Bồi Sơn, lúc này cô ta bật cười lạnh lùng, chỉ thẳng và hắn ta mà nói, anh là cái thá gì, mà cũng dám hống hách trước mặt bố nuôi tôi. Anh có tin bố tôi? Bốp, cô ta còn chưa nói xong thì Triệu Đức Trụ đã cho cô ta một cái tát vào mặt khiến cô ta loạng choạng ngã vào chiếc giường sau đó. Bố, bố làm gì thế? Ngải Mễ không dám tin, bưng mặt nhìn Triệu Đức Trụ chằm chằm. Lúc này Triệu Đức Trụ đã sắp đái ra quần đến nơi. Ông ta cảm nhận được ánh mắt như muốn giết người của Trương Bồi Sơn. Triệu Đức Trụ vội chỉ vào Ngải Mễ mà quát, con đĩ, mày muốn giết tao đấy à? Trương thiếu gia. Sao cậu lại tới đây, nói rồi, Triệu Đức Trụ nhìn Trương Bồi Sơn với vẻ mặt nịnh nọt. Ông ta có thể không coi một số công tử con nhà giàu có ra gì, thế nhưng ông ta lại không dám tỏ thái độ bất kính với Trương Bồi Sơn, bởi vì ông ta biết rõ gia thế của hắn. Chỉ cần nhà họ Trương khẽ đụng ngón tay thôi là cũng có thể gì ông ta chết không kịp ngáp rồi. Sao tôi lại đến đây à? Đến đây để cứu ông đấy. Nếu tôi đến muộn một bước thì e rằng anh Đinh đã cho ông chết thảm rồi. Trương Bồi Sơn nheo mắt, đạp Triệu Đức Trụ ngã ra đất, sau đó tiến vào trong ký túc xá, cung kính hỏi, anh Đinh, anh không sao chứ? Cậu nên hỏi bọn họ sao không mới phải, Đinh Dũng nhướng mày ngồi xuống. Thấy Đinh Dũng không việc gì, lại có ý giao mọi việc cho mình xử lý, Trương Bồi Sơn vội gật đầu, nói tiếp, Triệu Đức Trụ ơi Triệu Đức Trụ, ông đúng là gan to mà, ông dám đụng tới cả đại ca của tôi nữa. Nói đi. Ông muốn chết thế nào, Trương Bồi Sơn xoay xoay cổ tay nhìn Triệu Đức Trụ trên đất mà lạnh lùng nói. Triệu Đức Trụ sợ hãi, nghe thấy Trương Bồi Sơn nói thế thì quỳ xuống, dập đầu hét lên, Trương thiếu gia, Trương thiếu gia xin tha mạng.
Tôi có mắt như mù, tôi không dám làm vậy nữa. Đều là con tiện nhân này tự gây họa, tôi để nó cho cậu tùy ý xử lý. Cậu muốn chém muốn giết quyền cậu. Bố nuôi, bố không thể bán, nghe Triệu Đức Trụ nói vậy, Ngải Mễ mặt cắt không còn giọt máu. Nào ngờ cô ta còn chưa nói xong thì đã bị một ánh mắt của Triệu Đức Trụ liếc cho đến mức phải ngậm miệng lại, im mồm, mày là cái thá gì? Nếu không phải mày thì hôm nay tao có đắc tội anh Đinh không hả? Anh Đinh cùng là người mà ông xứng gọi sao? Trương Bồi Sơn đạp vào ngực Triệu Đức Trụ, hằn học nói. Loại háo sắc, ông đang sỉ nhục tôi đấy à? Lôi hai người này xuống, băm cho chó nhai. Trương thiếu gia xin tha mạng, Triệu Đức Trụ không ngừng dập đầu với Trương Bồi Sơn, còn Ngải Mễ đã sợ đến mức ngồi phịch xuống đất, nước giải màu vàng thấm ra cả chiếc váy ngắn tốn tớn. Đinh Dũng phủi tay, đứng dậy vuốt tóc Đinh Tuyết, anh đi đây, em học chăm chỉ, có việc gì cứ gọi cho anh. Vâng, Đinh Tuyết gật đầu, nhìn theo bóng anh trai, trong đôi mắt cô ánh lên ánh nhìn khác thường. Đưa bọn họ ra ngoài, Đinh Dũng đứng ở cửa đột nhiên khựng lại, hạ giọng nói. Mãi tới khi Đinh Dũng cho mấy người phía Triệu Đức Trụ đi thì ký túc xá của Đinh Tuyết mới yên tĩnh trở lại. Cả đám người chạy vào, người nào người nấy đều nhìn Đinh Tuyết với ánh mắt ngưỡng mộ, còn những người từng bắt nạt Đinh Tuyết thì lúc này cũng cảm thấy bất an. Đinh Dũng đã đi cùng mấy người phía Triệu Đức Trụ tới cổng trường học. Lúc này người của Trương Bồi Sơn cũng nới tay không lôi Triệu Đức Trụ nữa. Ông ta được thả thì mềm nhũn chân. Cậu Đinh, xin cậu tha cho tôi cái mạng này. Triệu Đức Trụ cuối cùng cũng hiểu ra đây mới chính là chủ nhân thật sự. Ông ta thật không thể tưởng tượng ra nổi rốt cục là ai mới có thể khiến Trương thiếu gia phải phủ phục như vậy. Vì mạng sống, Triệu Đức Trụ có thể làm tất cả. Vừa rồi không phải tôi nói rồi sao, đợi lát nữa ông đừng có quỳ xuống xin tha. Lúc đó ông nói thế nào ấy nhỉ, Đinh Dũng bật cười, nhìn Triệu Đức Trụ quỳ dưới đất mà châm chọc. Triệu Đức Trụ dập đầu khóc lóc, nói cậu Đinh. Cậu sớm nói cậu là bạn của Trương thiếu gia thì có cho tôi 10 cái gan tôi cũng không dám đụng tay đụng chân. Đều do con đĩ này hại tôi. Cậu muốn như thế nào cũng được, xin cậu tha cho tôi một mạng. Triệu Đức Trụ quỳ xuống đất, chỉ thẳng vào Ngải Mễ mà giống giận. Cuối cùng ông ta nhìn Trương Bồi Sơn thê thảm, nói Trương thiếu gia, mặc dù tôi ở đây làm không ít chuyện xấu, nhưng chưa bao giờ tôi làm hại đến lợi ích của nhà họ Trương. Xin cậu tha cho tôi lần này. Nghe Triệu Đức Trụ nói vậy, Đinh Dũng mới nhướng mày nhìn về phía Trương Bồi Sơn. Cảm nhận được ánh mắt của Đinh Dũng, Trương Bồi Sơn mới thở dài, cau mày, khi ông ta ở đây cũng không làm tổn hại gì đến lợi ích của chúng tôi. Cùng lắm là dựa vào danh tiếng của gia đình chúng tôi để tác oai tác quái, ức hiếp người khác. Bây giờ đương lúc gia đình cậu cần người, thôi tha cho ông ta một mạng, Diệp Thiên gật đầu, nhìn Triệu Đức Trụ. Ông nghe cho rõ đây. Sau này giúp tôi trông em gái tôi, ai dám bắt nạt nó thì tôi hỏi tội ông đấy. Đa tạ cậu Đinh, đa tạ cậu Đinh, Triệu Đức Trụ nghe vậy thì như được đại xá. Ông ta cảm kích gật đầu lia lịa. Cứ thế thả ông ta sao, Trương Bồi Sơn hỏi lại. Đinh Dũng khoát tay, cười đáp, tùy cậu thôi, dù sao thì ông ta cũng là người của cậu. Hừ, Triệu Đức Trụ, tội chết của ông có thể miễn nhưng tội sống thì khó tha. Từ nay về sau. Ông trông chừng địa bàn phía trường đại học cho tôi. Nếu như để tôi phát hiện ra có bất cứ việc gì mà ông vì tình riêng mà làm trái luật thì tôi tuyệt đối không tha cho ông. Nghe Đinh Dũng nói vậy, Trương Bồi Sơn mới cau mày hét lớn. Còn nữa, sau này đừng để tôi thấy ông bắt nạt, ức hiếp sinh viên trong trường, nếu không tôi đánh gãy chân ông. Vâng, 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 Trương thiếu gia, tôi đảm bảo sau này không dám nữa đâu ạ, Triệu Đức Trụ vội gật đầu nói. Vậy, vậy con đi kia. Nó, đột nhiên Triệu Đức Trụ nghĩ tới Ngải Mễ, vội hỏi. Xử lý nó thế nào ạ? Cũng vì nó nên tôi mới lâm vào cảnh này. Bố, bố sao có thể như thế chứ? Ngải Mễ thất thần nhìn Triệu Đức Trụ. Cô ta khổ tâm làm ăn bao lâu nay, không ngờ vì hai người phía Đinh Dũng mà đều đổ sông đổ bể. Ông tự giải quyết đi, Đinh Dũng liếc nhìn Ngải Mễ. Loại con gái này không đáng để anh ra tay. Vâng, Triệu Đức Trụ gật đầu. Trong mắt ông ta rõ ánh nhìn lạnh lùng. Nếu không phải vì cô ta thì ông ta cũng không đến mức này. Lần này ông ta nhất định phải cho Ngải Mễ biết rằng thế nào gọi là sống không bằng chết. Thế nào, anh Đinh, đi uống một ly nhé, giải quyết xong việc này, Trương Bồi Sơn mới tới bên cạnh Đinh Dũng, nói khẽ. Thương lượng việc đại sự. Dựa vào cậu mà thương lượng việc đại sự, Đinh Dũng liếc nhìn Trương Bồi Sơn, hỏi lại. Nghe vậy.
Trương Bồi Sơn mới gãi đầu, lúc hắn định giải thích thì nào ngờ Đinh Dũng đã rút chìa khóa ra, nói, lái xe. Vâng ạ, cầm chìa khóa, Trương Bồi Sơn phấn chấn hơn hẳn. Thứ nhất, hành động này của Đinh Dũng có thể coi là đồng ý đi uống với hắn đôi ly. Như vậy thì anh sẽ có cơ hội nói việc đại sự với Đinh Dũng. Thứ hai, hắn chưa bao giờ từng lái chiếc siêu xe này, lúc cầm chìa khóa, hắn hãy còn hồi hộp. Ngồi vào trong siêu xe SSC, Trương Bồi Sơn hồ hởi hơn hẳn. Hắn tán thưởng, siêu xe quả thật khác thường, ngồi vào là đã thấy thoải mái. Anh Đinh, anh mua chiếc xe này bao nhiêu tiền thế? Không biết, có người tặng, Đinh Dũng lắc đầu đáp. Chiếc xe này là Tống Long tặng anh, cụ thể bao nhiêu tiền thì anh cũng không rõ nên nghĩ một lát rồi lại nói tiếp, hình như cỡ hơn 70 triệu đô la Mỹ. Ôi chao, hơn 70 triệu đô, nghe vậy, Trương Bồi Sơn không khỏi kinh ngạc. Là ai hào phóng đến mức tặng cả con xe này chứ? Hoặc có thể cảm nhận được mình thất lễ, Trương Bồi Sơn vội gãi đầu, ái ngại nói, anh Đinh đừng để ý, mặc dù nhà tôi có thế lực ngầm lớn mạnh ở thành phố Kim Châu nhưng thế lực ngầm có muốn kiếm tiền thì hãy còn kém xa gia tộc kinh doanh giàu có. E rằng cả nhà họ Trương tôi có bán đi cũng không nhiều tiền như vậy. Đi đâu uống, Đinh Dũng gật đầu hỏi. Trương Bồi Sơn vui hơn hẳn. Hắn đáp, anh Đinh, tôi dẫn anh tới một nơi rất kích thích. Nói rồi, chiếc siêu xe lao vút đi trên đường. Chừng hơn 20 phút sau, Trương Bồi Sơn mới dừng xe trong bãi đỗ xe bên ngoài một quán bar, sau đó nói với Đinh Dũng, anh Đinh, đến rồi. Đinh Dũng đáp lời, khi định xuống xe thì đột nhiên chiếc điện thoại trong túi anh vang lên. Anh nhìn màn hình, là Kim Vô Đạo gửi tin nhắn tới. Hôm qua con đã lấy được lệnh bài của sư phụ vào phủ và lấy được một viên bách thảo đan, việc sư phụ giao con cũng đã sắp xếp ổn thỏa, đồ cũng đã cử Tống Long đem tới cho người. Còn vàng bạc cũng như tài sản trong phủ, con đã giúp người quy đổi thành giá trị thực, lần lượt được cộng vào tài khoản của người. Thấy tin nhắn, Đinh Dũng cau mày lẩm nhẩm, tiểu tử này vẫn còn rất sợ chết, sao không lấy một lọ mà lấy mỗi một viên chứ? Bách thảo đan là đan dược ở khiếp đầu tiên, Đinh Dũng tự chế ra sau thời gian ở bên nữ oa học luyện đan. Bách thảo đan có thể kéo dài tuổi thọ. Ban đầu Đinh Dũng còn nhớ mình đã luyện ra hàng trăm bách thảo đan vì sợ có ngày già yếu bệnh mà chết. Nhưng không ngờ sau này anh nuốt nửa viên tiên dược trường sinh mà nữ oa luyện thành nên dẫn tới tình trạng cơ thể có thể mục giữa nhưng linh hồn lại bất tử. Trước đây Đinh Dũng từng dặn Kim Vô Đạo khi lấy đồ ở phủ của mình thì giúp mình lấy linh căn, tiện thể bán một phần tài sản của anh để gửi vào tài khoản cho anh. Hiện giờ Đinh Dũng với sự hỗ trợ của Thánh Tâm Quyết nên đã đạt tới tầng đỉnh phong tầm trung cho nên nếu giao đấu với kẻ mạnh, kể cả là võ học tông sư thì bọn họ cũng chưa chắc là đối thủ của anh. Cho nên, hiện giờ Đinh Dũng có thể được coi là có chút thực lực. Đã đến lúc lấy ra một phần tài sản dùng để phô trương thanh thế. Đinh Dũng sống hơn 5.000 năm nay, cho nên anh biết rằng thế lực mới là chân lý. Nếu không có thế lực mà chỉ dựa vào sức của một mình, cho dù bản thân có mạnh tới mức là thiên hạ vô địch thì không thể nào xử lý hết được tất cả mọi việc, rồi cũng sẽ có lúc thất bại. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Đinh Dũng tha cho Trương Bồi Sơn. Anh muốn thông qua Trương Bồi Sơn để kiểm soát các thế lực ở thành phố Kim Châu, như vậy không chỉ có thể loại bỏ được hội Hắc Mã mà quan trọng hơn cả là, nơi này là nhà của Hàn Phương Nhiên. Anh nhất định phải giúp cô bảo vệ gia đình mình. Quán Ba Khuynh Thành nằm ở vị trí trung tâm của thành phố Kim Châu. Mặc dù nơi này ở dưới tầng hầm, nhưng kinh doanh buôn bán lại rất đắt khách, và lại những người đến đây đều là nhân vật có máu mặt. Vừa bước chân vào bên trong quán ba liền nghe thấy tiếng nhạc sập sình. Trương Bồi Sơn vì đã quen đường nên nhanh chóng dẫn Đinh Dũng vào trong. Sau khi bọn họ vào trong quán bar, một nhân viên phục vụ đã nhanh nhẹn đi theo. Trương thiếu gia, anh cần gì không ạ? Khi tới gần, nhân viên này mới nhận ra Trương Bồi Sơn nên giật mình, vội hỏi bằng giọng hết sức cung kính. Trương Bồi Sơn nhướng mày, suy nghĩ một hồi, nói cho tôi một chai La Romani Conti 90. Vâng, xin anh vui lòng đợi một lát, vừa nghe Trương Bồi Sơn nói vậy. Nhân viên phục vụ lập tức lấy có tinh thần hơn hẳn. Nên biết rằng chai rượu này đã 90 năm rồi, là báu vật trong ba bọn họ. Một chai có giá lên tới 23.000 tệ, bán được một chai còn kiếm được hơn cả tháng lương của bọn họ nhiều. Chẳng mấy chốc mà nhân viên phục vụ đã mang chai La Romani Conti tới. Ồ, Trương thiếu gia lại tới rồi, không biết từ lúc nào, một cô gái nóng bỏng đi tới chào hỏi với Trương Bồi Sơn. Xem ra danh tiếng của Trương Bồi Sơn ở đây không đến nỗi nào.
dù gì cũng là thiếu gia công tử của nhà họ Trương, chỉ cần là người có máu mặt thì ai lại không nể mặt chứ? Ninh Dũng nhấp miệng, cau mày hỏi, chai rượu này bao nhiêu tiền? Chai La Romani Conti này chính là bảo vật chỗ chúng tôi. Nó có giá 23.000 tệ, Trương Bồi Sơn còn chưa lên tiếng thì nhân viên phục vụ đứng cách đó không xa đã nhiệt tình giải thích. Ninh Dũng liếc người này một cái rồi gật đầu, nói, vị cũng không tồi. Ha ha ha, chỉ cần anh Ninh thích là được, Trương Bồi Sơn bật cười, rút ra một xấp tiền đưa cho nhân viên phục vụ, nói cậu cứ làm việc khác đi, tôi và anh Ninh có chuyện cần nói. Người nhân viên phục vụ kia tỏ vẻ hưng phấn thấy rõ. Cậu ta vội cúi người, chào rồi đi. Sau khi thấy nhân viên phục vụ rời đi, Trương Bồi Sơn mới cụng ly với Đinh Dũng, anh Đinh, anh có muốn làm một vụ lớn không? Cậu nói xem làm thế nào, Đinh Dũng có vẻ hơi bất ngờ. Anh ngây ra một lát rồi mới hỏi lại. Trương Bồi Sơn hít vào một hơi thật sâu, mặt mày nghiêm túc, chỉ vào quán Ba Khuynh Thành, nói, lấy quán Ba Khuynh Thành làm trung tâm, trong phạm vi 50 dặm, chỉ cần là nơi có phần béo bở thì đều có bàn tay của hội Hắc Mã. Nhà họ Trương tới đây vốn là vì muốn thống nhất các thế lực trong thế giới ngầm ở thành phố Kim Châu, nhưng mấy năm nay bố tôi vẫn chưa thể hoàn thành tâm nguyện ban đầu vì mặc dù các thế lực trong thế giới ngầm phức tạp nhưng về cơ bản đều nằm trong sự kiểm soát của hội Hắc Mã. Anh có muốn trừ khử hội Hắc Mã, thống nhất các thế lực ở thành phố Kim Châu không? Trương Bồi Sơn như lấy hết dũng khí để hỏi câu này. Thú vị đấy, khẩu vị của nhà họ Trương các cậu cũng mặn đấy. Đinh Dũng không ngờ Trương Bồi Sơn lại nói giống với những gì mà trước đó anh từng nghĩ, có điều ngoài mặt thì Đinh Dũng lại không hề thể hiện ra có gì khác thường, nói tiếp có chắc chắn có thể hạ được hội Hắc Mã không? Cái này, hi hi, nếu có thể dễ dàng vậy thì tôi lại đã không thương lượng với anh, Trương Bồi Sơn cười ái ngại. Hắn ta gãi gãi đầu, nói tiếp thế lực của hội Hắc Mã rắc rối phức tạp, với thực lực hiện giờ của nhà họ Trương chúng tôi thì vẫn chưa đủ. Cậu thương lượng với tôi cái gì? Đinh Dũng gật đầu. Nếu nhà họ Trương có thể dễ dàng gạ gục hội Hắc Mã thì cũng sẽ không phải đợi đến bây giờ. Mặc dù nhà họ Trương chúng tôi không mạnh đến mức dễ dàng hạ được hội Hắc Mã nhưng nếu như anh Đinh có thể hợp tác với chúng tôi thì tôi nghĩ khả năng thắng của chúng ta cũng cao hơn một chút. Thực ra ban đầu Trương Bồi Sơn chỉ chăm chăm vào thực lực của Đinh Dũng nhưng hôm nay sự hào phóng của anh lại khiến hắn phải nghĩ lại. Đinh Dũng là người thế nào thì mới được người ta tặng siêu xe lên tới hàng trăm triệu nhân dân tệ chứ? Điều này có thể thấy rằng Đinh Dũng không đơn giản giống như những gì anh thể hiện. Hợp tác, Đinh Dũng nheo mắt, toàn thân phân ra luồng khí tức mạnh mẽ khiến Trương Bồi Sơn không khỏi rùng mình. Đúng vậy ạ, không đợi Đinh Dũng hỏi lại lần nữa, Trương Bồi Sơn đã chủ động chắp tay với Đinh Dũng, nói, lúc cần thiết, xin anh trợ giúp chúng tôi. Tôi có thể nhận được lợi ích gì? Đinh Dũng cười hỏi. Nhưng câu này của anh lại khiến Trương Bồi Sơn cảm thấy bị làm khó. Không phải hắn không muốn cho Đinh Dũng lợi ích, mà vì mức độ lợi ích như thế nào thì hắn lại phân vân. Nếu đưa ít thì Đinh Dũng chắc chắn sẽ không vui, nhưng nếu như đưa nhiều thì hắn cũng rất khó nói chuyện với bố hắn. Quan trọng hơn cả là Trương Bồi Sơn không biết rốt cục bao nhiêu là nhiều và bao nhiêu là ít. Nếu như cậu có thể thống nhất các thế lực trong thế giới ngầm ở thành phố Kim Châu thì tôi muốn một nửa giang sơn ở đây. Đinh Dũng nheo mắt nhìn Trương Bồi Sơn. Cảm nhận được ánh mắt của anh, Trương Bồi Sơn chợt giật mình. Điều kiện của Đinh Dũng có hơi nhiều. Một nửa giang sơn có nghĩa là phải chia cho Đinh Dũng một nửa địa bàn. Trương Bồi Sơn rõ ràng đang phân vân. Hắn cau mày thật sâu. Một khi đã đưa ra quyết định thì rất có khả năng sẽ quyết định luôn cả tương lai của nhà họ Trương. Hồi lâu, Trương Bồi Sơn mới ngẩng đầu, bấm bụng nói, được. Chỉ cần trừ khử được hội Hắc Mã và giành được thế lực ở thế giới ngầm thì nhà họ Trương tôi đồng ý chia cho anh một nửa giang sơn. Cậu nói có giữ lời không? Đinh Dũng đột nhiên hỏi lại. Câu này của anh khiến Trương Bồi Sơn sững sờ, nhưng hắn rất nhanh chóng đã phản ứng lại kịp, tôi chắc chắn có thể thuyết phục được bố mình. Người nhà họ Trương đã nói lời thì giữ lời. Đinh Dũng nghe thế thì bật cười. Anh vỗ vai Trương Bồi Sơn, nâng ly uống cạn, nói, đùa cậu thôi. Cần tôi lúc nào thì cứ nói. Tôi chỉ có một yêu cầu, giúp tôi bảo vệ người thân và bạn bè của tôi, và, nhà họ Hàn. Đinh Dũng hít vào một hơi thật sâu, nói rất nghiêm túc. Mặc dù anh không có cảm giác mình thuộc về nhà họ Hàn nhưng dù gì thì đó cũng là gia tộc của Hàn Phương Nhiên, và lại Hàn Phương Nhiên hiện giờ cũng dần có chỗ đứng ở tập đoàn Hàn Thị nên vẫn cần được bảo vệ. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Hết tập 8.